Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng chạm vào tôi, tên cặn bã này. Bây giờ tôi muốn đưa anh đến cục cảnh sát. Tô tiểu thư, cô không bắt được tôi đâu. Hỏng rồi, có người nổ súng giúp Yoshino bỏ chạy. Tô tiểu thư, cứ duyên gặp lại. Đáng ghét, hắn chạy rồi. Bây giờ không có lệnh của tôi, cô không được ra tay với Tô Tận Nghi. Hirayuki, anh thích Tô Tận Nghi sao? Maki, em quên những gì tôi nói trước kia rồi sao? Tất nhiên là không, Hirayuki. Mỗi lời anh nói em đều ghi nhớ. Nếu em muốn mãi mãi ở cạnh tôi, rất đơn giản. Chỉ cần tàn nhẫn, em có thể làm không? Hirayuki, chỉ cần em có thể ở bên cạnh anh. Chuyện gì em cũng nguyện ý. Nếu em đã nhớ rồi, sau này được bàn luận đến chuyện yêu hay thích với tôi lần nào nữa, hiểu chưa? Nhưng em quan tâm anh rất nhiều, em không thể khống chế được bản thân. Tôi cũng quan tâm em nhất. Dù gì em cũng là vũ khí lợi hại của tôi. Hirayuki, lần này em đã giúp anh có thể thưởng cho em không? Em muốn thưởng gì? Em đã âm thầm đặt một cặp nhẫn, muốn tạo cho anh một bất ngờ. Hy vọng anh có thể nhận nó. Thật là bất ngờ không tội, chiếc nhẫn này được chế tác thủ công, đúng không? Nhưng sao em dám giấu tôi đi làm cái thứ nhàm chán này, hay để tôi thay em ném đi? Không, xin anh đừng! Nhẫn của em! Maki, đừng giấu tôi làm những chuyện vô bổ này nữa, nếu để tôi biết tôi sẽ rất tức giận. Em tức đến phát run, muốn rời khỏi tôi rồi sao? Không, em sẽ không bao giờ rời xa anh, Hirayuki. Mỗi lần điều trả lời giống nhau, Tô Tận Nghi thú vị hơn em nhiều. Tô Tận Nghi là cái thá gì chứ, em có thể giết Lý Minh Lạc. Em cũng có thể... Đừng động vào Tô Tận Nghi, cô ta là con mồi của tôi. Biết rồi à? Kể cả anh không cho phép em giết cô ta, em có cách khiến cô ta sống không bằng chết. Kính Hoa Đường. Mời quý khách sang bên này, sản phẩm mới nhất của chúng tôi là túi thơm thiêu tinh xảo. Tô tiểu thư, người của Vương gia đang bao vây tiệm chúng ta. Vương gia, hôm qua Vương tiểu thư nó muốn mua thêm vài túi thơm nữa cho nha hoàn cùng các tiễn muội khác. Tôi sẽ ra ngoài xem sao. Túi thơm mới của cô đã hại chết con gái tôi. Con gái tôi thật đáng thương, con bé chỉ mới 18 tuổi. Tiểu thư, bởi vì túi thơm của các cô nên con bé mới chết. Trả con gái lại cho tôi, trả con gái lại cho tôi. Vương phu nhân, chuyện này rất kỳ lạ, xin hãy cho tôi chút thời gian để làm rõ chuyện này. Bà không được làm hại tôi tiểu thư, bà không có chứng cứ. Cô ta là hung thủ, tôi muốn cô ta phải chết để trả giá cho tội ác của mình. Đánh chết cô ta. Cô phải chết. Diệp Hà. Diệp Hà, tôi lập tức đưa cậu tới bệnh viện. Tôi ngủ tiểu thư, tôi không sao đâu. Cô nhất định phải bảo vệ bản thân. Các ngươi đừng nghĩ đến đi bệnh viện. Các ngươi hôm nay phải chết ở đây. Không có chứng cứ, ban ngày ban mặt các ngươi dám sát hại người khác, còn có phương pháp nữa không? Con gái tầm mua túi thơm của các ngươi sau đó trúng độc mà chết. Cái túi thơm này chính là chứng cứ hại chết con gái ta. Đáng ghét, Vương gia căn bản không có nói đạo lý. Là các người hại chết con gái ta. Thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng.
Bây giờ ta sẽ giết chết cô, tế lễ cho linh hồn của con ngày con gái ta. Diệp Hà dựng tay. Thiếu sói, giữa ban ngày ban mặt vậy mà dám giết người, không có ai ra gì nữa sao? Đường đường là thiếu sói mà lại đi bảo vệ một kẻ giết người, ngài bị cô ta mê hoặc rồi sao? Xin ngài hãy đưa túi thơm mà Vương tiểu thư mua cho tôi xem sao. Cô muốn làm gì? Muốn hủy chứng cứ sao? Có độc hay không? Chỉ cần đối chiếu một chút là có thể biết được. Huống hồ ở đây nhiều người như vậy, còn sợ tôi làm gì sao? Được, cô cũng không dám làm gì. Mang túi thơm của con gái ta ra đây. Vâng, phu nhân. Không được, anh không cho phép em chạm vào. Nếu túi thơm đó thực sự có độc. Ưng hẹn, đây là cách duy nhất bây giờ. Nhưng mà... Yên tâm, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đây là túi thơm cửa hàng tôi bán. Tuy nhiên trong túi thơm này của Vương tiểu thư có thêm một nguyên liệu. Đây là hồi dại, giống như những loại hương liệu khác, nhưng lại có độc. Đây là có người bỏ vào trong túi thơm. Hồi dại thường gọi là hạ hương liệu, dùng quá nhiều lượng sẽ khiến cho nội tạng suy kiệt mà chết. Ta không quan tâm, túi thơm là do cửa hàng của các cô bán. Cô phải chịu trách nhiệm với cái chết của con gái tôi. Thật hư tôi sẽ phụ trách điều tra rõ ràng. Bà mà còn làm loạn nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Thả tôi ra, thả tôi ra. Ưng hẹn, mau gọi bác sĩ, đưa Diệp Hà đến bệnh viện, đầu cô ấy bị thương. Tận nghi. Tachibana Maki, cô ta đứng trước cửa hàng của mình làm gì? Rốt cuộc cô ta có ý đồ gì? Cô ta... Đau đầu quá. Trước khi hôn mê mình thấy Tachibana Maki đứng trong đám đông nhìn mình. Thật ghê tởm, cô ta muốn làm cái quái gì chứ? Giường số 22, Tô Tần Nghi, Lý Minh Lạc ở phòng bên cạnh là bạn cô à? Vâng, cô ấy là bạn tôi. Cái cô mà làm sao vậy? Sao cứ lần lượt vào bệnh viện, bị thương vui đến vậy sao? Xin lỗi. May mà cô được đưa đến bệnh viện kịp thời, lần sau phải cẩn thận đó. Cô hít phải hương liệu có độc, xíu chút nữa thì mất mạng. Đúng rồi. Chồng cô đã chăm sóc cho cô cả đêm qua, anh ta không ngủ cả đêm, cô phải đối tốt với anh ta đấy. Bệnh nhân bây giờ thật bất cẩn. Anh ấy không ngủ cả đêm sao? Tần Nghi, em tỉnh rồi. Thân nhiệt bình thường. Cơ thể đã sẽ hết độc rồi, không có di chứng gì nữa. Trúng độc có thể phát sốt đâu. Anh ấy thật là ngốc. Ngồi yên trên giường để anh gọt táo giúp em. Ưng hẹn, không cần phiền phức vậy đâu, em có thể tự làm được. Ngoan ngoãn, nằm yên để anh chăm sóc em. Cảm ơn anh. Yên tâm, anh có thể xử lý được. Xong rồi, em ăn đi. Quả táo này thật thon thả. Đây là lần đầu tiên anh gọt táo cho người khác, em phải ăn hết đó không được cười. Tuân lệnh, em hứa em sẽ ăn hết. Thật ngon và ngọt. Anh nghĩ em còn ngọt hơn cả táo. Anh... Dừng lại! Phòng bệnh số 3. Đúng rồi, em có chút nghi ngờ. Anh cũng tìm hiểu được chút tin tức.
bệnh viện Thượng Kinh. Trước khi ra viện em phải đi thăm Diệp Hà đó. Anh đi cùng em. Bệnh nhân Diệp Hà đầu bị đánh mạnh, cần phải nghỉ ngơi. Diệp Hà, cậu nghỉ ngơi cho tốt, cảm ơn cậu lúc đó đã bảo vệ tôi. Tô Ngũ tiểu thư trước đây đã cứu tôi, bảo vệ Tô Ngũ tiểu thư là đương nhiên. Diệp Hà không sao, em có thể yên tâm rồi. Anh đang nghĩ nếu như người lúc đó bị thương là anh thì tốt rồi. Anh đang nói cái gì vậy? Như vậy em cũng sẽ lo lắng cho anh. Thiếu soái đại nhân đang ghen đấy à? Anh sao có thể? Được rồi, em biết rồi. Đúng rồi, trước đó em đã nằm mơ. Trong mơ em nhìn thấy Tachiba Namaki trong đám đông. Cô ta cười rất tự tin và đáng sợ. Vậy thì có thể đó không phải là mơ. Hung thủ có tỷ lệ rất cao xuất hiện ở cửa tiệm của em. Nếu như chỉ dựa vào giấc mơ của em mà phán đoán thì có phải là quá? Không phải đoán bừa, anh đã nhìn thấy Tachiba Namaki. Hả? Lúc đó anh không thể chống đối cha nên đã tham gia một bữa tiệc. Người phụ nữ đó cực kỳ khiêm nhường, cô ta luôn mang theo nụ cười tiêu chuẩn trò chuyện với người khác. Anh vô tình nhìn thoáng qua thấy cô ta cắt bít tết, nụ cười cực kỳ hung ác. Nội tâm của cô ta mang cảm giác niềm vui từ máu tươi và chết chóc. Hung thủ hại chết Vương tiểu thư rất có khả năng là Tachiba Namaki. Bây giờ chúng ta phải mau chóng bảo vệ xác của Vương tiểu thư. Trên người cô ấy rất có khả năng tìm thấy chứng cứ liên quan đến Tachiba Namaki. Sự việc không thể chậm trễ, chúng ta mau đi thôi. Bây giờ không có thời gian để đợi trong bệnh viện. Em thay quần áo trước đi, anh sẽ không nhìn em. Một chút cảnh sát cũng không có, người phụ nữ ngốc nghếch. Nếu như dám nhìn linh tinh, cẩn thận mắt của cậu. Không dám, không dám. Cái chết của Vương tiểu thư rất kỳ lạ, không thể chôn cất cô ấy. Tachiba Namaki, cô, sao cô lại ở đây? Tôi là nhân viên phụ trách hỏa táng, Vương gia mời tôi đến để phụ trách hỏa táng cho Vương tiểu thư. Là tôi đã tự mình thiêu cô ta rồi. Sao cô có thể tự ý thiêu xác người khác? Đây là công việc của tôi. Tô tiểu thư, cô nghi ngờ về công việc của tôi. Đừng động vào cô ấy. Ai da, tôi chỉ muốn chào hỏi Tô Tần Nghi tiểu thư thôi. Bình tĩnh. Tô Tần Nghi thú vị hơn cô nhiều. Dù sao thì mọi người đều thích một mỹ nữ như cô. Đặc biệt một mỹ nữ trông đẹp nhất khi chết. Chật, từ ngữ của cô thật tàn nhẫn. Tôi còn việc phải làm, đi trước đây. Hẹn gặp lại. Hừ, cô ta lại chạy rồi. Ưng Hàn bình tĩnh, chúng ta không có chứng cứ, bây giờ không thể bắt giữ cô ta được. Em biết không, vừa nãy cô ta đến gần em, anh chưa từng thấy sợ hãi như vậy. Anh sợ sẽ mất em. Em không sao, cô ta không thể giết em giữa thanh thiên bạch nhật như vậy được. Mấy ngày này em phải luôn bên cạnh anh. Anh sẽ bảo vệ em. Ở bên anh cả lúc ăn lúc ngủ. Không được. Em không thể từ chối anh. Anh không đồng ý vì sự an toàn của em. Này, anh thả em xuống, trên đường có nhiều người như vậy. Chúng ta còn chưa kết hôn, sao có thể ở cùng nhau mỗi ngày? Hơn nữa, anh nắm vị hôn phu của mình có gì sai sao? Thả em xuống! Thiếu soái chưa kết hôn, phải không? Ngài ấy lại thân mật với Tô Ngũ tiểu thư, không biết xấu hổ à? Thật táo bạo, còn dám làm điều này ở nơi công cộng. Vừa nãy ai bàn tán gì?
Tôi gọi người đến dán miệng họ lại. Đi thôi. Anh là ác bá sao? Tôi tiểu thư, Lý phu nhân lại ho đa máu, bà ấy muốn gặp cô. Đã 3 ngày tôi từng nghi bị ép ở lại phủ thiếu soái. Gửi ưng hẹn. Hôm nay mình phải quay về chăm sóc mẹ. Tachibana Maki, cô đang làm gì vậy? Em gái, được ăn kẹo từ người lạ. Vâng. Căng thẳng về sau, tôi không làm gì cả. Mới chỉ đầu độc Lý Minh Lạc và hại chết Vương tiểu thư thôi mà. Ồ, tôi quên cô không thể làm gì được. Tôi vì không có chứng cứ. Em gái, em chắc cũng đói rồi nhỉ? Về nhà ăn cơm đi. Vâng ạ, em không muốn làm mẹ lo lắng đâu. Hẹn gặp lại chị nhé. Tôi từng nghi, sợ cô có thể bảo vệ cô bé ấy, nhưng cô không thể bảo vệ được tất cả mọi người đâu. Cô có ý gì? Mèo. Mèo con, tới đây, cái kẹo này ngọt lắm đấy. Khoan đã. Cô ta đã cho con mèo con ăn kẹo có độc. Cô là quỷ chứ không phải là người. Cảm ơn vì lời đánh giá của cô. Ha ha. Chẳng qua thay vì khiến cô chết thì nhìn thấy cô tuyệt vọng, tôi còn vui hơn. Dù cô có kế hoạch gì, tôi cũng sẽ không để nó xảy ra đâu. Ha, vậy thì cô cứ ngăn cản tôi đi. Mèo con, xin lỗi, chị không thể bảo vệ được em rồi. Bắt đầu từ giờ phút này, mình tuyệt đối phải ngăn cản Tachibana Maki. Ngăn cản cô ta ra tay sát hại sinh mạng vô tội nữa. Đường tiểu thư, cô cũng đến đây ngắm hoa đào nở sao? Ừ, đúng vậy, tôi nghe nói tiết trời về lạnh, hoa đào ở đây sẽ nở rộ, vì vậy tôi đến đây để ngắm hoa. Tô tận nghi, sao hôm nay thấy cô ta cứ âm hồn bất tán vậy? Đi ngắm hoa vẫn còn gặp phải cô, thật là đen đủi. Hả? Dư tiểu thư, cô cũng đến đây sao? Cô ở đây là muốn tạo nghiệp chướng ở nơi này sao? Hoặc là cô lại đang muốn nhập vai vào một vở kịch nào đó để hại người khác ư? Câm miệng, cô được tự cao tự đại khi được ưng hàng yêu mến, nhưng chẳng bao lâu nữa, thôi anh ấy sẽ buồn bỏ cô thôi. Ưng hàng có bỏ rơi tôi không tạm thời chưa cần bàn, nhưng bản thân anh ấy và mẹ anh ấy đều rất ghét cô. Ưng hạng thầy kết hôn với gái điếm, cậu hơn lại kết hôn với hạng người như cô. Đừng nói những lời nói tệ hại về bản thân cô như vậy. Cơ thể cô sao có thể là gái đậu xanh cơ chứ? Đáng ghét, tôi tự nghĩ cô xuyên tạc lời của tôi. Thật không biết xấu hổ. Đừng tranh cãi nữa, hãy thưởng thức phong cảnh này đi. Thiếu soái sẽ không thích một người phụ nữ thô lỗ đâu, đúng chứ? Cô thật là anh minh, Đường tiểu thư, cứ thứ nữ nhân không biết lễ nghi như tôi nào sao, nào dám so với cô. Đương nhiên là không thể rồi, cô tự biết lấy mình đấy. Nhưng mà Đường tiểu thư, cô đã hiện lương thuộc đất như vậy, sao lại bị tự hôn một cách bi thảm? Thật khiến người cho người ta thương xót. Tôi sẽ đi chăm sóc mẹ già của mình trước, hẹn gặp lại nha. Con về rồi đây. Cuối cùng cũng nhớ đường về nhà rồi sao? Tôi là người của Tô gia, bộ tôi không được về nhà của mình hay sao? Sao không ở lại chỗ viên thiếu soái luôn đi, về làm gì? Hầu hạ trên giường suốt 3 ngày vẫn không thể giữ chặt được trái tim của người ta à? Nếu chị muốn, sao chị không đến phủ thiếu soái giống như tôi? Mà thôi, dù sao chỉ cần bước vào cổng là đã bị bảo vệ tống cổ ra ngoài rồi. Tiện nhân miệng lưỡi sắc bén đấy. Viên thiếu soái kiểu gì cũng chán mày, bỏ rơi mày mà thôi, cứ đợi đó mà xem.
Thân hình của chị thì trông ok đấy, nhưng sao cái giọng nó lại gớm ghiếc quá đi, chẳng giống giọng của một con người chút nào. Sao chị không dành thời gian mà đi luyện nói đi? Còn khốn, mày dám nói như vậy với chị đây. Chị cứ đem mấy chuyện vặt này ra để làm ầm ĩ lên, thật đáng thương khi chị còn không biết thế giới bên ngoài ra sao. Tôi thực sự cảm thấy thương hại cho chị. Mày dám nói tao hiểu hiểu biết, giờ tao sẽ cho mày trả giá vì mồm miệng của mày. Đừng có học đánh tôi lần nào nữa. Chị suốt ngày nhàn rỗi ở nhà và mọi thứ chị có được là từ cái nhà này. Nhưng đã có bao giờ chị kiếm được đồng nào hay góp, hay đóng góp cái gì cho tôi ra đâu. Hừ, đưa tờ báo nó ra đây. Sự nghiệp kinh doanh của mày đến đây đã chấm hết rồi. Hết rồi, giờ thì mày không thể kiếm tiền được nữa. Phương tiểu thư chết là do chất độc của nguyên liệu mới trong túi thơm do tiểu thư Tô ra bán. Đại công báo. Bài báo này, ai nói đã cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Có lẽ Tachiba Namaki đứng sau chuyện này. Giờ thì danh dự của Tosa đã bị hủy hoại chỉ vì mày. Mọi người xung quanh đều tin rằng trong nhà này có kẻ giết người, xử chặt tội nhân, phải xử lý cuộc tanh hiệu giao pháp của Tosa. Dừng lại cho ta. Mày luôn tự cho là mình thông minh, giờ thì mày lại khiến Tosa nhục nhã. Mày và người mẹ vô dụng của mày nên chết đi thì hơn. Chị có thể xúc phạm tôi, nhưng chị không có quyền xúc phạm mẹ tôi. Kẻ giết người thì vẫn là kẻ giết người, không có gì phải hét toáng lên thế. Tam tiểu thư, bạn ủi đã nóng rồi. Cởi y phục cô ta ra, ấn dấu lên người cô ta. À! Tô Thần Nghi, mày cứ tiếp tục la hét đi, sao lại câm rồi? Bù tôi đã, bù tôi đã. Sao chị lại dám lạm dụng gia pháp nhà họ Tô? À, bây giờ cha đâu có ở nhà đâu. Tao có thể giữ mày theo ý tao muốn. Anh Lý à, tháng trước mẹ anh bị ốm. Tôi đã gửi cho bà ấy một ít thuốc, bà ấy đã khỏe hơn chưa? Khỏe hơn nhiều rồi, thuốc của cô đã rất có ích. Tiểu Lục, khi cậu bị ngất vì đói ở chỗ của chúng tôi, ai là người đưa cậu đến đây và cứu sống cậu? Là cô, Tôn Tử Thư, cô đã cứu tôi. Đại Thạch, tôi tình cờ thấy em gái của cậu bị bắt nạt bởi những kẻ xấu và tôi đã đuổi họ đi. Em gái tôi sẽ gặp nạn nếu như không có cô. Cô Tô đã rất tốt với chúng tôi. Cô Tô chắc chắn là một vị Bồ Tát sống. Tôi không tin là cô ấy có thể giết bất cứ ai đâu. Tô tiểu thư, cô bị hiểu lầm rồi. Các người, sao các người dám không nghe lời tôi? Tô tiểu thư, em gái cô đã cứu sống chúng tôi không thể lấy oán báo ân như vậy được. Vô dụng. Dừng lại. Bây giờ các người không xử lý nó thì tự tay tôi sẽ loại bỏ tai họa này cho nhà họ Tô. Tất cả đều là lỗi của Tô Tần Nghi. Em có đau không? Hay em có thấy không thoải mái chỗ nào không? Em không sao. Em không thể tin được anh bắn em chỉ vì Tô Tần Nghi đấy. Thiếu soái, sao anh có thể giúp một kẻ giết người chứ? Tại sao? Những gì tôi vừa thấy là cô đang làm hại cô ấy bằng cái gậy sắt nung. Giết chính em gái của mình. Thật đáng xấu hổ khi làm tổn thương đến người thân của mình. Viên thiếu soái, sao anh chưa bao giờ chọn em chứ? Tô Tần Nghi thì hơn em cái gì chứ? Anh vẫn luôn bảo vệ cô ta dù cô ta có là kẻ giết người.
cô ấy hơn cô tất cả các khía cạnh, và tôi muốn bảo vệ người phụ nữ của tôi. Cô có tư cách gì sánh được với cô ấy? Tô Tam tiểu thư à, hãy học nói tiếng người trước đi nhé. Chết tiệt, Tô Tần Nghi, mày là con tiện nhân vô liêm sỉ, sao mày dám quyến rũ thiếu soái của tao? Tao muốn mày phải chết, phải chết! Tô Phủ. Ưng Hàn, mặc dù Tô Tần Loan rất độc ác với em, nhưng chị ta bị trúng nạn, lỡ điều trị không tốt có thể chết người đó. Cứ bỏ cô ta qua một bên, cô ta không thể chết đâu. Sau đó em sẽ trở thành loại người vô đạo đức như chị ta. Em muốn anh làm gì? Ưng Hàn, em hy vọng anh có thể nhờ bác sĩ chuyên nghiệp đến chữa trị vết thương cho chị ta. Dù gì chị ta cũng là con gái của cha em, cũng coi như là người thân của em. Em không thể giết người thân của mình được. Anh từng nói làm hại người thân của mình là hành vi vô đạo đức nhất mà. Anh biết em sẽ có lựa chọn đúng đắn mà. Anh đang thăm dò em sao? Anh không thăm dò em, anh chỉ thể hiện tình cảm của anh với em. Dừng, đừng nói nữa. Nhưng anh đã nhờ bác sĩ chữa trị cho cô ấy rồi. Anh đã cố tình tránh điểm chí mạng, đó chỉ là lời cảnh cáo của ta thôi. Đi thôi, mau đi thăm mẹ em. Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Mau đi đi, anh sẽ đợi em bên ngoài. Ừ. Tô tiểu thư, chị cuối cùng cũng về. Bệnh của phu nhân ngày càng nghiêm trọng hơn rồi. Thần Nghi, con gái của ta, Thần Nghi. Mẹ, con về rồi đây. Đây là thuốc cho mẹ, uống từ từ thôi. Thần Nghi, thôi, mẹ không uống thuốc nữa đâu. Mẹ! Mẹ, ốm nặng quá rồi. Mẹ, tất cả đều tại con. Con nên về nhà chăm sóc mẹ sớm hơn. Mẹ đã bị bệnh lâu rồi, không phải là lỗi của con. Mẹ, mẹ có muốn ăn gì không? Con sẽ nấu cho mẹ. Mẹ không muốn ăn gì cả, mẹ chỉ muốn nhìn thấy con được bình an. Mẹ, con rất bình an, mọi thứ đều ổn. Con mong mẹ cũng mau khỏi bệnh. Con gái ngoan, nghe nói có người làm loạn ở tiệm của con. Mau đi xem mọi chuyện ổn không. Con muốn ở đây chăm sóc mẹ. Mẹ muốn nghỉ ngơi, mau đi đi. Cửa tiệm đó là tâm huyết của con, là chỗ dựa cho con sau này. Tô tiểu thư, em sẽ chăm sóc phu nhân, chị mau đến cửa tiệm đi. Được rồi, cảm ơn cậu. Ưng Hàn, em có một quyết định. Gì cơ? Em muốn đóng cửa tiệm. Em chắc chắn sao? Báo mới đăng tin về cái chết của Vương tiểu thư. Mọi người đều tin cô ấy chết do hương liệu của em. Sẽ không ai mua hàng ở cửa tiệm xảy ra chết người. Bệnh mẹ em càng ngày chuyển biến xấu. Em muốn dành nhiều thời gian cho bà ấy hơn. Được thôi, anh tôn trọng quyết định của em. Hôm nay anh với em đến cửa hàng lần cuối. Được. Lần cuối, những lời thật tàn nhẫn. Kính hoa đường. Rõ chưa? Rõ, thiếu soái. Em muốn biết anh nói gì với cậu ta không? Anh ấy có kế hoạch gì đây? Dù sao lát nữa em cũng sẽ biết thôi. Đây là loại nước hoa đầu tiên phổ biến ở Kính Hoa Đường, em đã nghiên cứu thành phần rất lâu. Đây là vòng thơm em tặng Giang Ninh, cô ấy nói không thích nó, nhưng em đoán cô ấy rất yêu thích nó.
Túi thơm vốn dĩ có rất nhiều người có thể mua nó. Em lại đang nói gì vậy? Dù sao cửa tiệm cũng sắp đóng cửa rồi. Nếu em cẩn thận hơn kiểm tra túi thơm kỹ càng, có lẽ Vương tiểu thư sẽ vẫn còn sống. Một người con gái tốt như vậy, hôm trước cô ấy còn nói cười với em, sao cô ấy có thể đột ngột mất như vậy? Đó không phải là lỗi của em. Hung thủ thực sự hại chết Vương tiểu thư bằng túi thơm mới nên thấy có lỗi. Anh thề anh sẽ khiến cô ta trả giá. Nếu em buồn, có thể khóc trong lòng anh. Không, em không sao. Cảm ơn anh, Ưng Hàn. Em phải tháo bảng hiệu và đóng cửa tiệm thôi. Tô tiểu thư, tôi vẫn muốn mua túi thơm. Xin lỗi, từ giờ cửa hàng sẽ đóng cửa. Cô đọc tin tức chưa? Đừng tới mua túi thơm nữa. Người ta tung tin đồn nhảm vì tiền. Tôi công nhận cô là cô gái ưu tú. Tôi tin vào nhân cách của cô. Tô tiểu thư, hương liệu trung dược cổ truyền của cô đã chữa khỏi bệnh mãn tính của tôi. Đây chính là bằng chứng. Chúng tôi xin thị ly hôn, nhưng nhờ nước hoa của cô đã cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tô tiểu thư, chúng tôi đều biết cô là người thế nào. Người tốt sẽ được đền đáp, đừng sợ. Tôi chỉ tin Tô tiểu thư đã từng giúp tôi. Cảm ơn mọi người. Tôi thực sự rất biết ơn. Ưng Hẹn, anh đã làm gì để đưa họ đến đây? Em thấy thế nào? Ưng Hẹn, vừa nãy anh nói chuyện riêng với thuộc hạ. Là anh bảo cậu ấy đi nói tin em sắp đóng cửa tiệm với khách hàng sao? Không sai, là anh phái người đi thông báo. Đóng cửa tiệm có cần thiết hay không thì tự em quyết định đi. Nhưng có rất nhiều người không mong tiệm của em phải đóng cửa. Tiệm của Tô tiểu thư không nên đóng cửa như vậy, nếu không sẽ là tổn thất lớn cho ngành này. Ây da, tóm lại dù tiệm còn mở hay không thì tôi vẫn muốn mua hương liệu của Tô tiểu thư. Tần Nghi, em nghe thấy lời nói của mọi người không? Nhưng sức khỏe của mẹ em càng ngày càng kém. Em thấy rất đau lòng, em muốn chăm sóc bà ấy nhiều hơn một chút. Em thực sự có thể vừa chăm lo việc làm ăn của cửa tiệm, vừa ở bên cạnh chăm sóc mẹ sao? Đồ ngốc, em luôn nghĩ một mình gánh vác, chẳng lẽ anh không thể giúp em sao? Chẳng lẽ anh không thể cùng em chăm sóc mẹ của em, ở bên cạnh bà ấy sao? Nhưng Ưng Hàn, anh không có nghĩa vụ phải chăm sóc mẹ em. Chăm sóc mẹ của anh, người anh yêu, anh thấy đó là điều đương nhiên. Anh đừng nói nữa, mọi người đều đang nhìn đó. Tần Nghi, không thể đóng cửa tiệm. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Sức khỏe của mẹ... Thiếu soái sắp xếp chuyên gia đến chẩn đoán cho mẹ. Uống vài liều thuốc là mẹ đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Còn có y tá của chuyên gia đến làm hộ lý cho phu nhân, đều là do thiếu soái sắp xếp. Ân Hạn đều chưa nói con biết. Âm thầm giúp người yêu giải quyết vấn đề, thật là cho người ta hâm mộ mà. Lúc nào mới có thể uống rượu mừng của Tô tiểu thư vậy? Tôi muốn chính thức tham dự hôn lễ kiểu Trung một lần. Chuyện kết hôn tôi còn chưa nghĩ đến, còn chưa chuẩn bị tốt nữa. Bây giờ cũng không phải lúc bàn luận việc lớn đời người của tôi. Còn có rất nhiều việc chưa hoàn thành. Ưng Hàn, đừng nói xin lỗi với anh. Anh sẽ mãi ở bên cạnh em, sẽ đợi em. Bây giờ em còn muốn đóng cửa tiệm hương liệu mà em hết lòng kinh doanh nữa không? Không đóng nữa, em nhất định phải đấu tranh đến cùng với người phụ ai vương vụ oan hương liệu của em hại người.
Không hổ là người phụ nữ anh nhìn trúng, có tính quyết đoán. Bé con là chị này sao? Đúng vậy. Cô nương coi như tìm thấy cô rồi. Hả? Tôi là Tô Tần Nghi, cho hỏi có việc gì không? Đây là cháu gái của tôi. Đây là cô bé mà lúc đó Tachibana Maki muốn hại. Chị, điều về là vì chị. Ờ, sao vậy? Chẳng lẽ cô bé đang oán trách vì mình nên cô bé không ăn được kẹo sao? Là vì không ăn được kẹo cho nên không vui sao? Vậy chị đi mua kẹo cho em được không? Điều là vì chị không nói tên, làm cho em và bà tìm chị rất lâu đấy. Em muốn cảm ơn chị. Cháu gái của tôi ngày hôm đó sau khi quay về, ngón tay liền xuất hiện vết thương. Là bị độc tố là bỏng da. Bé con, cháu đụng vào đồ gì vậy? Sao lại chạm vào độc? Lúc ấy có một cô cho cháu kẹo ngon, bị một chị ngăn lại rồi. Nếu không phải cháu ra tay giúp đỡ, cháu gái của bà sẽ phải ăn loại kẹo có độc đó rồi. Cảm ơn cháu cứu cháu gái của bà một mạng. Cảm ơn, đó chính là cả mạng sống của bà. Cháu chỉ làm chuyện mà cháu nên làm mà thôi. Tôi đã nói mà, Tô tiểu thư không những có độ tốt mà nhân cách cũng tốt. Ôi, Tô tiểu thư thật là một cô gái Trung Quốc xinh đẹp có lòng chính nghĩa. Cũng không biết tại sao cô ta muốn hại cháu gái của bà. Có lẽ cô ta làm điều xấu không có lý do. Có người lấy việc giày vò làm hại người khác làm niềm vui. Em còn nhớ mặt của người cho em kẹo không? Nhớ à, gì đó cười có chút kỳ lạ. Những kẹo đó thật sự rất đẹp, nhìn có vẻ rất ngon. Đại đa số tình huống, càng là những thứ xinh đẹp thì sẽ càng nguy hiểm. Nhưng gì đó là người xấu, người xấu nên bị bắt lại. Tôi còn nhỏ nhưng đã có lòng chính nghĩa, không tệ. Vậy em đồng ý chỉ ra người xấu đó không? Đương nhiên có à, em cũng muốn dũng cảm như chị Tần Nghi. Nhân chứng đầu độc tìm thấy rồi, người đâu, lập tức đi bắt Tachibana Maki về đây. Cuối cùng cũng có thể bắt được Tachibana Maki rồi. Ha ha ha, Viên Ưng Hạng, tôi khuyên anh tốt nhất bây giờ giết tôi luôn đi. Nếu không, anh sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Thiếu soái là kiểu người mà tội phạm tình nghi như cô có thể nhìn thấy trực tiếp hay sao? Thật thà chút đi. Tô Tần Nghi, cô sẽ tự mình cầu xin thiếu soái thả tôi ra ngoài. Cô ta bảo là mình phải cầu xin Ưng Hàn thả cô ta ra, là nghĩa là gì? Không lẽ Yoshino Hirayuki sẽ đến cứu cô ta sao? Dẫn đi. Rõ. Ưng Hàn, Tachibana Maki bị bắt rồi, chúng ta không thể không đề phòng. Yoshino Hirayuki chắc sẽ... Chuyện mà em lo lắng anh cũng nghĩ đến rồi. Anh đã bảo người theo dõi chặt chẽ Yoshino Hirayuki. Bây giờ chắc là hắn đã bị bắt. Ai nha, không khách. Có khách không mời mà đến này. Ngài đang nói cái gì vậy? Còn có người khác đang thảo luận học thuật cùng ngài ư? Kính Hoa Đường. Thiếu soái, mời cho tôi gặp thiếu soái. Ôi trời ơi, cậu ấy bị thương rồi, cả người toàn là máu. Thiếu soái, Yoshino Hirayuki, tên khốn này chạy rồi. Cái tên tiểu nhân bị ổi này lại trực tiếp kéo bọn học sinh nữ làm con tin. Tình hình lúc đấy căng thẳng, tôi trực tiếp đỡ phát súng cho cô ấy.
Nếu đã để cho hắn ta chạy rồi, chết tiệt. Đưa phó quan trường đi trị vết thương. Thiếu soái, tôi còn có thể đánh chết hắn ta. Tôi nhất định phải bắn vỡ đầu hắn ta. Cậu là cánh tay đắc lực nhất của tôi, mau đi bệnh viện đi. Mấy người các cậu bảo vệ nhân chứng cẩn thận. Tuân lệnh. Bây giờ đi thẩm vấn Tachibana Maki. Phòng thẩm vấn. Thiếu soái, anh tưởng rằng bắt được tôi rồi thì sẽ có thể trừng phạt tôi sao? Người gọi là nhân chứng. Lời của trẻ con thì có thể tin mấy phần chứ nhỉ? Im mồm, một phạm nhân thì đừng có được nước lớn tới. Ha, sắp đến rồi. Cô ta còn âm mưu gì sao? Thiếu soái, bà lão này xảy ra chút chuyện. Bà sao thế? Mắt của tôi đau quá. Ha ha ha, các người bắt tôi cũng vô ích thôi. Tôi vẫn có thể làm mọi thứ. Bà nội, à! Cháu yêu, bà không sao. Bà ấy bị trúng độc, nhưng theo triệu chứng của bà ấy, dường như là loại độc mãn tính mới. Mau xào thuốc giải ra đây. Nếu anh giết tôi, bà ta sẽ chết. Chỉ mình tôi biết thuốc giải ở đâu. Nếu anh bắn, cô nhóc đó sẽ hận anh suốt đời. Bình tĩnh, chúng ta phải cứu bà ấy trước. Tiện nhân bỉ ổi. Tachibana Maki, cô muốn gì? Tô Tần Nghi, hãy đến bên cạnh tôi, mở cổng tay và trả tôi đi. Không được, em không thể qua đó, đó là cái bẫy. Ân Hàn, để em qua đó, không có thuốc giải bà lão vô tội sẽ chết. Ân Hàn, thả em ra. Người đâu, đến đây giữ bà ấy lại, tránh bà ấy tự tử vì không chịu được đau đớn này. Bây giờ chúng ta không có thuốc giải, không thể mạo hiểm phẫu thuật cho bà ấy được. À, bà nội, bà bị sao vậy ạ? Ân Hàn, xin anh, em không thể nhìn bà ấy chết được, nếu không em sẽ tự trách mình suốt đời. Nhưng anh không thể nhìn em đi vào bẫy của cô ta. Xin lỗi, dù biết là cái bẫy nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác. Ha, Tô Tần Nghi, tôi đã nói cô sẽ cầu xin hắn tha cho tôi mà. Thuốc giả ở đâu? Tôi phải rời khỏi đây trước đã, đúng không Tô Tiểu Thư? Tôi biết cô sẽ bắt tôi làm con tin. Tô Tiểu Thư, chỉ khi tôi an toàn rời khỏi đây cô mới có thể lấy thuốc giải. Ân Hẹn, đừng lo cho em, đây đều là sự lựa chọn của em. Im miệng, cô gái ngốc. Ai da, thuốc giả ở đâu ta, tôi quên mất rồi. Các người cứ xem bà già đó chết đi. Tôi đoán đúng rồi, tôi biết thuốc giả ở đâu rồi. Cô nói gì, sao cô có thể biết được? Một kẻ đa nhân cách lại cẩn thận như cô, chỉ có thể giữ thuốc giả ở bên mình thôi, còn tôi đã lấy được rồi. À, Ân Hàn, em lấy được rồi. Mình thua, Tô Tần Nghi sao? Không ngờ tôi lại thua cô. Tôi không cam tâm. Tôi sẽ quay. Thiếu soái, cô ta tắt thở rồi. Kết thúc rồi, Tachibana Maki chết rồi sao? Tần Nghi. Cô ấy chắc đã bị dọa rồi.
vòng tay ấm áp. Người phụ nữ ngốc, quá nguy hiểm. Nếu cô ta nổ súng trước hoặc anh bắn lệch, anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống anh không có em. Anh ấy đang sợ sao? Đừng nói em ngốc, em không sao, em lấy được thuốc giải rồi. Nếu em còn đưa mình vào nguy hiểm như hôm nay, anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Phòng cấp cứu, độc đã được giải rồi, bà ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vì đây là loại độc mới, khả năng cao sẽ để lại di chứng. Bệnh nhân cần ở lại bệnh viện theo dõi trước khi đưa ra kết luận. Vài ngày sau, bệnh viện trung ương. Thả tôi ra! Bà phải ở lại bệnh viện vì sức khỏe của bà và người thân của bà nữa. Bà ơi, cháu đến thăm bà đây. Cháu gái của bà tạm thời sống ở nhà cháu, hiện giờ cô bé rất an toàn. Tôi tiểu thư, tôi không thể nhận điều trị nữa. Tốn nhiều tiền lắm, tôi muốn để dành lại cho cháu gái tôi. Bây giờ tôi đã mù rồi, có lẽ sẽ không sống thêm bao lâu nữa đâu. Tôi phải để dành lại cho con bé sau này dùng. Con bé đã phải chịu khổ từ nhỏ, bố mẹ bỏ rơi nó, giờ tôi lại mù lòa, sau này con bé phải làm sao đây? Xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu. Cháu sẽ chăm sóc cho cô bé đến 18 tuổi được không ạ? Cháu nhất định sẽ giữ lời. Tô tiểu thư, cô đúng là thiên thần. Tiểu nữ sẽ không bị bỏ rơi, hãy nhận cô tôi một lạy. Đừng, bà đứng dậy đi. Bà ơi, cháu là bạn của Tần Nghi. Cháu từng học đại học sư phạm, cháu sẽ dạy cho cháu bà miễn phí. Đừng lo về phí điều trị, thiếu soái đã trả rồi, bà chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc tốt bản thân là được. Cảm ơn cô rất nhiều. Minh Lạc, cậu vẫn ổn chứ? Tần Nghi, bác sĩ bảo mình ý thức của mình phục hồi rất nhanh, nhưng đôi khi đau đầu chút thôi. Mình vẫn không biết bố đứa bé là ai. Mình thật hèn hả? Đừng nói bản thân như vậy, cậu là người bị hại. Tần Nghi, cậu thật lương thiện, mình rất ngưỡng mộ cậu. À, đau quá, có lẽ là tác dụng phụ sau khi uống thuốc. Nghỉ ngơi cho tốt, mình phải chăm sóc tiểu nụ đây. Ừ. Mai mình sẽ đến thăm cậu, nếu cậu có gì muốn nói, mai hãy nói nhé. Ừ, mai gặp. Ai, mau ra đây. Minh Lạc, lâu rồi không gặp, nhớ tôi không? Yoshino. Yoshino tiên sinh, tôi rất thích anh. Anh vừa phong độ vừa có học thức. Thật sao? Vậy tôi phải xem cô thích tôi đến mức nào. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý lập tất cả vì anh. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cô vẫn còn thích tôi đúng không? Chuyện lúc trước cô đồng ý với tôi nên hoàn thành rồi chứ? Không, tôi tuyệt đối sẽ không làm. Tôi tuyệt đối sẽ không vận chuyển thứ đồ đó nữa. Cứu, có người muốn hại tôi, cứu tôi với. Cô bây giờ sẽ có người cứu thật à? Bọn họ đều xem cô là tiện nhân mang thai đứa con dơ bẩn. Trở về bên cạnh tôi, chỉ có tôi mới thật sự tốt với cô. Đương nhiên, nếu cô dám từ chối tôi, thì những người xung quanh cô đều sẽ chết vì cô. Ác mà, anh ta là ác mà ăn thịt người. Minh Lạc, cậu có đó không? Đã ngủ chưa? Mình nghĩ đi nghĩ lại, mua cho cậu ít đồ bổ, cậu bây giờ cần bồi bổ cơ thể. Đến còn đúng lúc chút nào. Hơ, Lý Minh Lạc, cô sẽ chủ động trở về bên cạnh tôi thôi. Minh Lạc, cậu vẫn ổn chứ? Sao lại bất cẩn thế này? Nếu bị ngã thật thì phải làm sao? Tần Nghi, cảm ơn cậu đã quay trở lại, quan tâm mình. Chuyện Yoshino Hirayuki muốn mình làm, mình không thể nói với Tần Nghi. Chỉ là mình cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng mà cậu không sao thì tốt rồi.
Nếu Tận Nghi biết quá nhiều về chuyện Yoshino Hirayuki, anh ta sẽ giết cậu ấy. Chạm thôi, cậu ngậm nghĩ chút đi. Được. Mình không thể hại cậu ấy. Chút nữa mình sẽ giúp cậu gọi bác sĩ, cậu đừng đi lung tung. Được. Lần này mình đi thật đó, Minh Lạc. Cậu tự chăm sóc mình thật tốt. Cảm xúc của Minh Lạc sao mình cứ thấy không ổn? Sao lại nhăn mặt như thế? Hả? Em có dự cảm không tốt, có lẽ Lý Minh Lạc đang giấu em chuyện gì đó. Thiếu soái, viên đại soái yêu cầu anh trở về ngay lập tức, có chuyện cần bạc bạc. Ưng Hàn, em nhất định phải về nấu thuốc cho mẹ. Sau đó cho mẹ uống thuốc, đi dạo cùng bà ấy rồi về phòng nghỉ ngơi. Chuyện ở tiệm hương liệu cũng phải... Xem ra em rất bận. Ưng Hàn, anh về gặp đại soái đi. Tuy rằng cảm thấy không phải chuyện tốt lành gì. Nói thật, bây giờ anh không muốn rời xa em chút nào. Anh... Thật khó quá, căn bản không quen được. Anh muốn dùng dây buộc em thật chặt ở bên cạnh anh. Anh đừng nghĩ những chuyện kỳ lạ như vậy. Lần này anh bỏ qua cho em. Anh nhất định phải đưa em về. Lần trước về chuyện công rời khỏi phủ đại soái, em đã suýt nữa bị hài độc. Em không cố ý chạy loạn đâu. Em chỉ lo cho mẹ em muốn nhanh chóng về nhà. Vợ tương lai xinh đẹp của anh có thể để anh đưa em về nhà không? Em biết rồi. Ưng Hàn cứ nói những lời làm người khác xấu hổ. Sao mình cứ bó tay với anh ấy nhỉ? Gần đây em rất mệt, nghỉ ngơi trong lòng anh một lúc đi. Không cần, em không mệt, anh bỏ em ra. Nhưng bây giờ em mệt rồi. Anh đúng là, vậy em nghỉ ngơi một chút vậy. Ngủ nhanh vậy sao? Cô này ngốc lại không phòng bị như vậy. Anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Đến nhà rồi. Cái ôm rất ấm áp, em ngủ rất ngon, cảm ơn. Ha, quả nhiên vẫn thu hút mình như vậy. Bố, sau này con không được điều tra chuyện của người Nhật Bản nữa. Tại sao? Còn dám hỏi ta lý do sao? Đợi ta nói cô cứ làm theo đi. Nếu không có lý do, vậy con có việc đi trước đây. Không ngờ mày dám phớt lờ tao. Con chỉ kiên trì làm việc đúng đắn, chứ không phải một mực nghe theo mệnh lệnh của bố. Bên thương hội Bình Xuyên đồng ý chu cấp cho viên quân chúng ta 1000 khẩu súng tốt. Điều kiện là không nhúng tay vào tất cả hoạt động của họ. Chỉ vì mấy 1000 khẩu súng thì phải để yên chúng cướp bóc dân thường làm ngơ sao? Cha, cha bây giờ chính là kẻ hèn ích kỷ. Nghịch tử! Hôm nay nói gì mày cũng phải nghe tao. Ha, vậy chúng ta không cần gì để nói rồi. Muốn đi, không muốn nói về Tô Tận Nghi đó sao? Cha không được đóng vào cô ấy. Vậy thì ngồi xuống, hai cha con chúng ta từ từ nói chuyện. Vô,
Trà này không tệ. Bây giờ thế lực quân đội đang nhắm đến viên quân ta. Đồ muốn chiếm lấy chúng ta. Ngàn khẩu súng từ thương hội Bình Xuyên rất cần thiết với chúng ta. Con không để ý đến Yoshino Hirayuki, cha sẽ đồng ý con và Tô Tần Nghi ở bên nhau. Nhưng mà con chỉ được chơi đùa thôi, không được cưới vào nhà. Hôn nhân của con nhất định phải đem lại sự hỗ trợ về quân lực, tài lực đối với viên quân. Đính hôn với con gái đại thống bị hủy bỏ, con có thể suy nghĩ thêm về cháu gái của ông ta, điều này ta có thể nhượng bộ. Hoặc là con có thể suy nghĩ cưới nữ nhân Nhật Bản Tachiba Nayuki của thương hội Bình Xuyên. Cũng có giá trị hơn Tô Tần Nghi tiểu thương hộ. Đủ rồi. Giá trị, lợi ích, mang lại điều tốt. Người con gái đời này con lấy chỉ có thể là Tô Tần Nghi. Cha, chính vì vậy cha đã chính tay giết chết người mình yêu. Cha không yêu mẹ con, nhưng cha lại dùng hôn nhân khiến mẹ con đau khổ. Cha, con vĩnh viễn sẽ không trở thành kẻ điên giống cha. Dù có chết, con cũng là con trai của ta. Con nhất định cũng chọn lợi ích mà giết chết Tô Tần Nghi. Cuối cùng con cũng sẽ trở nên giống ta thôi. Ai, mặc dù vẫn có thu nhập từ khách quen, tin tức hương liệu có độc lần trước vẫn có ảnh hưởng nhất định. Phải thu hút khách hàng mới, lại còn phải đưa ra sản phẩm mới nữa. Mệt quá đi. Ngoài cửa sổ có tiếng gì vậy? Có điểm đáng nghi, chẳng may là kẻ trộm thì phiền lắm. Hay là mèo? Tiêu rồi, tại sao tim lại đập nhanh như vậy? Mình... Chào bữa tối, phu nhân của anh. Anh, tại sao anh lại đột nhiên hôn em vậy? Đồ lưu manh. Anh hôn người con gái anh yêu chứ không phải là giở trò lưu manh đâu. Cứ cả vú lấp miệng em, lỡ bị người làm trong nhà nhìn thấy được cười em thì sao? Được rồi, anh là đồ lưu manh. Em giỏi thật đấy, trái tim của tên lưu manh này cũng bị em trộm mất rồi. Anh còn nói mấy câu xấu hổ đấy nữa, em sẽ giận đấy. Đúng rồi, anh mang cho em đồ ăn ngon này. Thơm quá đi. Là gì vậy? Vậy còn giận nữa không đấy? Giận gì? Em giận anh lúc nào vậy? Em hôn anh đi, anh sẽ đưa đồ ăn ngon cho em. Vậy em không ăn nữa, em cũng chẳng đói. Thật sự không đói sao? Thật sự không đói. Bánh quế hoa do Lý sư phụ làm vừa thơm vừa ngọt, nhưng em không ăn nên anh đành phải vứt đi vậy. Tại sao anh lại lãng phí thức ăn như vậy? Không được vứt đi. Được rồi, vậy em phải ăn hết nhé. Tất nhiên rồi, cứ cho là em không đói cũng sẽ ăn hết. Nhưng tại sao Ưng Hàn là biết mình thích ăn bánh hoa quế nhỉ? Mọi người xung quanh chỉ biết em thích ăn lê tuyết hấp đường phèn thôi. Hình như rất lâu về trước em từng nói là thích ăn bánh hoa quế. Ưng Hàn, em từng nói vậy thật sao? Hình như rất lâu về trước em từng nói là thích ăn bánh hoa quế. Cũng có thể đó. Để mặc bánh hoa quế, em không tính toán với anh nữa. Anh nhìn em làm gì? Đưa khăn tay của em cho anh. Tại sao? Hay là muốn anh hôn em rồi mới đưa khăn tay cho anh? Đưa thì đưa.
Em xem anh chắc cũng không làm gì với khăn tay của em đâu. Đây là do em thiêu sao? Đúng vậy, sao thế? Nhìn đẹp lắm, anh rất thích. Thích hả? Nhưng đấy không phải là khăn tay cho nam giới dùng mà. Em muốn giúp anh thêm một chiếc khăn tay chuyên dụng cho nam giới hả? Không có, không có. Ha, chẳng qua là ăn bánh hoa quế đến mức mặt toàn là... Là vì bánh ngon quá đi, hơn nữa em không cẩn thận. Anh giúp em lâu hết rồi, nhớ đáp lễ anh đấy nhé. Tại sao anh lại như thế này? Trời, không còn sớm nữa, mau rửa ráy rồi đi nghỉ nào. Nhưng vẫn chưa đối chiếu xong sổ sách của cửa hàng. Cần anh hôn em đến chóng mặt rồi em mới chịu ngoan ngoãn đi nghỉ hả? Không cần. Vẫn cảm thấy có dự cảm không lành. Phòng số 3. Cút đi, Yoshino. Đưa thứ này cho người đưa tin. Anh sẽ càng yêu em hơn. Một cút ra khỏi đầu của tôi đi. Đáng ghét, mình phải hủy hết số chất độc đó mới được. Chỉ có mình mới làm được thôi. Mình phải ngăn Yoshino làm những điều xấu xa hơn nữa. Tần Nghi, xin lỗi, để cho tôi tùy ý một lần nữa thôi. Tần Nghi, tạm biệt. Mình phải đi ngăn kẻ anh ấy. Cậu muốn đi đâu? Cậu dừng lại. Mình phải đi bệnh viện thăm Minh Lạc. Minh Lạc, nhất định đừng có chuyện gì đấy. Xin chào, tôi muốn vào trong thăm Lý Minh Lạc. Cô cũng không xem giờ mấy giờ rồi, bệnh nhân còn đang nghỉ đấy. Gần đây cảm xúc của Lý Minh Lạc không ổn định, tôi sợ cô ấy làm chuyện ngốc nghếch. Chị y tá tốt bụng xinh đẹp, để tôi vào thăm cô ấy đi mà. Được rồi, không có lần sau. Lý Minh Đạt, không thấy đâu. Sức khỏe thai phụ còn rất yếu, có thể chạy đi đâu chứ? Đợi đã, ở đây có một bức thư. Mình phải ngăn Yoshino làm những điều xấu xa hơn nữa. Mở cửa. Tôi biết mà, cô sẽ trở về bên cạnh tôi. Đúng vậy, tôi nghĩ kỹ rồi. Bây giờ, bọn tôi cần cô vận chuyển thuốc độc đi. Bây giờ tôi đang có thai. Đây sẽ là lần cuối tôi chuyển những thứ này, tôi xin anh. Được, tôi đồng ý. Lần này thành công rồi sẽ trả tự do cho cô. Lần này người lấy là quân cấp dưới của Vi Ưng Hạng. Bọn chúng cần 100 ống. Cô chỉ cần chuyển cái hộp này đến địa điểm đã hẹn là được. Anh không được đụng đến Tần Nghi. Đương nhiên không liên quan đến Tần Nghi. Nhưng mà lần này cô sẽ có thêm một bạn đồng hành. Tôi sẽ hoàn thành lần vận chuyển này cùng cô. Cô ta... Không ngờ cô ta vẫn còn sống. Mình phải thông báo cho Tần Nghi. Tôi rất thích trẻ con. Cô ta muốn làm gì? Đợi sau khi đứa trẻ sinh ra, tôi có thể làm mẹ nuôi của nó không? Không được sao? Không, đứa bé có thêm người mẹ, đương nhiên là chuyện tốt. Bé con nhất định phải bình an ra đời đấy. Đi thôi, phải đưa đống độc. À,
đống đồ này đến nơi nữa. Mình phải bình tĩnh lại mới có thể tìm được Minh Lạc. Minh Lạc nhất định có lý do quan trọng không thể không đi. Tô tiểu thư, cho tôi một lọ nước hoa hồng đặc chế của các người. Được, nhưng mà gần đây bà có chuyện gì không vui sao? Đúng vậy, gần đây tôi cứ mất ngủ. Đứa con trai đó của tôi thực là làm người khác lo lắng. Tôi nhớ là bà từng dẫn con bà đến đây một lần. Là đứa trẻ hướng nội, mùi nước hoa quá nồng sẽ kích thích đến thằng bé. Mùi của loại hoa hồng rất nồng, không giúp bà thả lỏng được. Tôi khuyên bà nên đổi lại khác, hương hoa lại, cải thiện giấc ngủ của bà. Tôi tiểu thư thật chu đáo, mùi của loại hoa lại này cũng thơm như vậy. Bà thích thì tốt quá. Vậy cho tôi 5 lọ, tôi tặng bạn tôi. Xong việc rồi. Viên hệ gần đây mất một lô vũ khí, anh ấy đã đủ phiền rồi. Chuyện Lý Minh Lạc rồi khỏi bệnh viện, đừng nên nói với anh ấy thì hơn. Da xấu đi rồi, cảm giác không tốt lắm. Hả? Anh nói cái gì? Ha ha, cuối cùng đã hồi hồn rồi. Anh làm chuyện dư thừa gì đó, tinh thần em rất tốt. Bây giờ trong tiệm không có người, em không cần xấu hổ. Ai xấu hổ chứ, Viên Ưng Hàn anh đừng có được nước làm tới. Vậy thì có người em cũng không sợ nhỉ? Không phải ý này, anh đừng nói vậy. Chuyện của Lý Minh Lạc anh đã biết rồi, người của anh phát hiện cô ấy đi cùng Yoshino Hirayuki. Chắc chắn cô ấy bị uy hiếp, không, cô ấy phải về bệnh viện, cô ấy còn đang mang thai đó. Tần Nghi, em nghe anh nói, lúc cần thiết anh sẽ bắn Lý Minh Lạc. Đây là thứ ngài cần. Cảm ơn, thay tôi hỏi thăm ngài Yoshino. Chật, cô ta vẫn đang theo dõi sao? Ha, xem ra thuốc độc được đưa đến nơi rồi. Mình phải đi đón Lý tiểu thư rồi. Tachibana tiểu thư, cô cũng sùng bái ngài Yoshino đúng không? Sao? Cô có ý kiến à? Cô xem tôi chỉ đơn thuần kính trọng ngài Yoshino từ đáy lòng, chi bằng hai chúng ta làm bạn. Được thôi. Tôi vẫn luôn tò mò, có thể đưa tôi tham quan phòng nghiên cứu không? Cô muốn giở trò gì? Một thai phụ như tôi có thể làm gì chứ, chỉ là muốn hiểu rõ các người hơn, thể hiện lòng trung thành thôi. Đừng học. Minh Lạc, cậu đã đi đâu vậy? Tachibana Maki, không phải cô ta đã? Tôi từng nghi, cô gọi đến gặp tôi làm gì? Cậu là bạn mình không thể nhìn cậu làm chuyện sai lầm. Ngài Yoshino chính là chính đạo của tôi, cô là cái gì chứ? Từng nghi, em không sao. Em muốn nói câu cuối cùng với Minh Lạc. Lý Minh Lạc, đây là lựa chọn của cậu sao? Phải hai chúng ta không còn là bạn nữa. Ha, được thôi, hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tôi vĩnh viễn là người của ngài Yoshino. Xin lỗi, Tần Nghi, mình phải làm vậy. Cho dù đã đánh mất bạn thân như cậu. Minh Lạc. Sở nghiên cứu Hitacha. Đoạn tuyệt quan hệ với Tô Tần Nghi, đây xem như là phần thưởng. Cho cô tham quan phòng nghiên cứu của bọn tôi. Đây chính là nơi chế tạo thuốc độc hại người. Phòng nghiên cứu không cho người vào, nhưng tôi là người biết giữ lời. Đây là việc cuối cùng của cô, bây giờ thì đợi chết đi. Không, anh cho tôi ăn cái gì?
Ha ha, là loại thuốc độc mới, cô trở thành vật thí nghiệm của thuốc độc này đi. Mình không thể bỏ cuộc, mình phải phá hủy nơi này. Yoshino, trước khi chết tôi phải phá hủy nơi này. Còn khốn này, cô dám. Ừ ngài, Minh Lạc đánh lừa em, chúng ta phải đi cứu cậu ấy. Không kịp nữa rồi. Tôi mạo muội khi gặp riêng anh, nhưng tôi phải nói với anh chuyện này. Tôi đến đây vì cô nói có chuyện liên quan đến Tần Nghi. Nếu không tôi sẽ không đến, vì tôi không có hứng thú với người phụ nữ khác. Chúng ta đều là vì Tần Nghi, dù sao Yoshino từng nói. Hắn ta sẽ hạ độc Tần Nghi bằng loại thuốc độc mới. Hắn ta muốn dạy vào cô ấy. Thiếu soái, anh đang điều tra vị trí phòng nghiên cứu thuốc độc của Yoshino đúng không? Nhưng đến giờ vẫn không có chút manh mối. Xem ra cô cũng biết nhiều đó. Trước đây tôi giúp Yoshino vận chuyển thuốc độc, giờ tôi là người duy nhất có thể dễ dàng tiếp cận hắn. Cho tôi một quả lựu đạn, tôi sẽ đích thân phá hủy phòng nghiên cứu thuốc độc đã giết hàng vạn người này. Bây giờ cô đang mang thai, cô chắc về việc này. Nếu cô làm vậy, cô và đứa bé sẽ chết. Tôi không thể cho bất cứ sĩ quan nào bảo vệ cô. Tôi không muốn đánh động đến Yoshino, vậy nên cô phải nghĩ kỹ. Tôi đã quyết định rồi, tôi phải phá hủy kế hoạch của Yoshino. Tôi phải bảo vệ Tần Nghi. Cô không cần súng sao? Tôi không thể bắn Yoshino, dù sao tôi đã từng yêu hắn. Tôi đã vận chuyển thuốc độc cho hắn, khiến nhiều người chết. Nếu con tôi biết, mẹ nó giết rất nhiều người. Nó sẽ oán hận tôi, vậy nên tôi phải kết thúc sai lầm của mình. Cô bảo trọng. Mình làm được rồi, thật nhiên, mình làm được rồi. Là mày! Chính mày, tiện nhân, phá hủy kế hoạch của tao! Lý Minh Lạc! Chết tiệt! Bác sĩ, hãy cứu lấy cậu ấy! Cậu ấy là bạn tôi! Bệnh nhân là sản phụ và đang bị xuất huyết. Cô ấy đang trong giai đoạn nguy kịch. Người thân đỡ bên ngoài. Cô ấy sẽ không sao đâu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mẹ và đứa bé đều không còn. Minh Lạc! Minh Lạc! Không! Bác sĩ! Kỳ tích! Là một bé trai sinh non. Nhưng đứa bé sống sót được một cách thần kỳ. Đứa bé sống rồi. Thế còn Minh Lạc thì sao? Xin lỗi, mẹ của đứa bé mất máu quá nhiều. Cô ấy đã không qua khỏi. Minh Lạc! Tần Nghi, đừng khóc. Mình sẽ không hối hận, cũng giống như lúc đó. Cậu không chùn bước bảo vệ mình vậy. Mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu. Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy. Và sống thay phần của mình. 2 tháng sau. Minh Lạc, mỗi năm mình đều sẽ đến thăm cậu.
mộ của Lý Minh Lạc. Chuyện cậu làm đã cứu vớt được mạng sống của rất nhiều người. Mình sẽ chăm sóc tốt và bảo vệ đứa bé của cậu. Em mau bế tiểu quỷ này đi. Không phải thằng bé khá thích anh sao? Mau bế đi, đừng bắt anh phải lặp lại lần nữa. Ê a, cô ấy không phải của nhóc đâu, cô ấy là của chú. Anh tức giận với trẻ con làm gì chứ? Em ngốc thật đấy. Anh nói sự thật chỉ có thể là người phụ... Anh nói sự thật, em chỉ có thể là người phụ nữ của anh. Được rồi, vậy bắt đầu từ hôm nay em sẽ làm mẹ nuôi của đứa bé. Em sẽ phải bảo vệ thằng bé thật tốt. Anh đồng ý làm bố nuôi của đứa bé không? Cái gì? Bố nuôi thằng nhóc con này? Anh tự chối. Minh Đạt cũng không còn người nhà. Đứa bé này là mối liên hệ duy nhất trước khi cô ấy mất. Phòng thí nghiệm thuốc độc của Yoshino đã bị phá hủy, không thể phủ nhận công lao của Lý Minh Lạc. Đứa bé của cô ấy nên nhận được sự chăm sóc. Anh đồng ý rồi sao? Ai bảo anh không thể từ chối yêu cầu mà em đưa ra chứ? Em biết rồi, đừng nói những lời sến súa đó nữa. Thằng nhóc thối, dám hôn người phụ nữ của mình. Chú phải cho cháu biết thế nào là lợi hại. Cháu phải nhớ đấy. Đợi một chút. Tại sao tiểu quỷ này lại khóc rồi? Bé ngoan, không khóc nhé. Anh muốn đánh thằng bé, nó sợ quá nên khóc thôi. Anh không sai, là thằng bé muốn hôn em, là nó không đúng. Có thể nó coi em là mẹ rồi. Ưng Hèn, anh đừng tức giận. Em là mẹ nuôi của thằng bé, không phải mẹ ruột. Nếu em quá chịu nó sẽ tìm em đòi sữa. Anh thật lưu manh, ngại chết mất. Lại nói nếu thằng bé muốn, em cũng không có. Anh đừng nói nữa, em đi trước đây. Tận Nghi, hay là anh cho người đưa sữa bò tốt nhất đến để anh cho nó ăn? Không cần. Thật ra sau này chúng ta có thể sinh một đứa. Làm bạn với tên nhóc này được không? Ai muốn sinh con với anh chứ? Anh nói linh tinh cái gì thế? Không, không muốn. Tên nhóc này, nói cái gì vậy? Chực, răng còn chưa mọc mà tính cách đã nóng nảy như vậy. Coi như trừng phạt, chú phải nhấc cháu lên cao. Ha! Không phải là cũng rất thích thằng bé sao? Xem ra mình đã lo lắng hơi quá rồi. Tiên sinh, vết bỏng của vụ nổ lần trước đã đỡ hơn nhiều rồi. Công điện nhân Lý Minh Lạc thiêu rụi phòng nghiên cứu thuốc độc, phá hoại kế hoạch tốt của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục trả thù Tô Tần Nghi. Không uổng công tôi dùng thuốc giả chết cứu cô về, cô quả nhiên là binh khí tốt nhất của tôi. Yoshino tiên sinh, toàn bộ con người của Tachibana, Maki đều thuộc về anh. Hirayuki, chị, hai người đều ở đây à? Tachibana Yuki. Yuki, em đến đây làm gì? Yuki, sức khỏe của em không tốt, em đừng ra khỏi phòng. Em có uống thuốc đúng giờ, nhưng một người ở trong phòng quá buồn. Chị y tá nói anh bị ốm nên em qua đây thăm anh. Anh thật sự rất vui khi em đến đây, nhưng em phải chú ý sức khỏe của mình. Em biết rồi.
anh đã đỡ nhiều rồi, đừng lo mà, về phòng đi. Em muốn chơi cùng chị một lúc được không? Cái này... Chị luôn cùng làm ăn với anh. Mặc dù em không hiểu việc làm ăn, nhưng chị ấy còn không có thời gian nghỉ ngơi. Anh cho chị ấy nghỉ ngơi một ngày, làm ơn đi. Chị ở cạnh em một lúc đi, làm ơn đó. Nếu là yêu cầu của Yuki, vậy Maki, cô đi dạo cùng em ấy đi. Hôm nay được nghỉ, đừng để em ấy thất vọng. Tuân lệnh. Chị, đi thôi, chúng ta đi mua sắm. Em chậm chút. Xin chào, hồ lô đường của ông bán thế nào? Có súng, không chọc được. Tiểu thư xinh đẹp như vậy, tặng cho cô. Wow, ông thực sự là người tốt. Không có, cô nói quá rồi. Cảm ơn ông. Chạy thôi. Chị, hồ lô đường này rất ngon, cho chị này. Được, chị thử một chút. Tô từng nghĩ. Xin ngày tha cho chúng tôi. Chúng tôi làm ăn nhỏ. Không sao, anh ấy chỉ là trông hơi hung dữ thôi. Chúng tôi chỉ đến mua đồ thôi. Chật, anh có hung dữ như vậy sao? Cái khóa bình an này đẹp quá, có thể gói lại cho tôi không? Và xem như đây có đủ không? Đủ rồi, đưa nhiều rồi. Khóa bình an này không đáng giá nhiều tiền như vậy. Bé ngoan, con nhất định phải bình an đấy. Bé ngoan như em cũng phải chú ý an toàn. Em không phải bé ngoan. Tô Tự Nghi, sao cô có thể cười hạnh phúc như vậy? Thật làm cho người ta buồn nôn. Chị mãi mê nhìn cái gì đó? Không phải chị thích anh chàng Trung Quốc nào đó rồi chứ? Là ai thế? Tuyệt đối không thể. Em biết rồi, em biết chị chỉ hứng thú với mỗi anh Hirayuki. Em thấy chị ngẩn người nên tự ý đoán một chút. Vốn dĩ cho rằng là người cùng góp vốn làm ăn thôi, nhưng thực ra là chị nhìn nhầm. À, chuyện làm ăn em không hiểu lắm. Đúng rồi, em nhớ lại chuyện này. Đây là tờ báo người hầu đưa cho em, bên trên có quảng cáo về sản phẩm nước hoa mới. Kính hoa đường, quyến rũ trên từng giọt, lưu hương lâu phai. Gần đây em hay mất ngủ, muốn mua ít nước hoa an thần. Hình như chủ của cửa hàng nước hoa là một cô gái rất trẻ, tò mò thật, cô ấy trẻ như vậy mà đã ra ngoài làm ăn rồi. Không được, mua nước hoa của cô ta. Tại sao? Ở đâu mà nhiều tại sao thế? Không cho em tiếp xúc với người đó, chị cũng vì muốn tốt cho em thôi. Em ra ngoài đi dạo đủ rồi, bây giờ về nhà thôi. Nhưng... Hù, vốn dĩ muốn mua nước hoa mà. Về muộn sẽ làm Yoshino lo lắng đấy, em không muốn làm anh ấy lo lắng đúng không? Ừ, em sẽ về nha. Nếu như em thích nước hoa thật, chị sẽ phái người đi mua cho em. Thật sao? Chị là tốt nhất. Chật, đừng đến gần quá. Nơi ở của Tachibana Yuki. Chị, em thực sự rất muốn mua nước hoa, nhờ chị đó. Được, em mau ngủ đi. Mơ giấc mơ đẹp. Ừ. Tachibana tiểu thư, có cần tôi đến tiệm của tôi Tận Nghi mua nước hoa không? Không được, Tô Tận Nghi đều tiện nhân đó. Đừng có mà hy vọng lấy được gì từ tôi.
Thu Tuần Nghi rốt cuộc là ai? Kính Hoa Đường. Ai ở đó vậy? Tachibana Maki. Tô Tuần Nghi tiểu thư, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Kính Hoa Đường. Tachibana Maki, không phải cô chết rồi sao? Sao lại... Cô thật xấu tính, sao tự nhiên lại nguyền rủa người ta chết? Giọng của cô ấy sao như biến thành người khác vậy? Lẽ nào Tachibana bị mất trí nhớ sau khi sống lại? Ồ, có nhiều loại nước hoa thật. Nhưng... Người chết sao sống lại được? Sao tôi từng nghi lại nói chị gái mình đã chết? Cô ta muốn giết chị mình sao? Mình phải thăm dò để biết thêm thông tin thôi. Tôi không nhớ những gì cô nói. Thật sao? Cô bị mất trí nhớ sao? Tachibana Maki, những chuyện tàn nhẫn cô đã làm. Cháu yêu, mắt bà bị mù, bị hạ độc. Từ giờ cháu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Tô Tận Nghi, cô không thể cứu con mèo này đâu. Tôi thích nhất cô tuyệt vọng nhất. Tôi thích thấy cô tuyệt vọng nhất. Tôi sẽ trở lại và tiếp tục hành hạ cô. Tô Tận Nghi, cô chưa thắng đâu. Tachibana Maki, trước kia cô mất trí nhớ đã bị hạ độc làm mù mắt bà lão. Cô giết hại tính mạng người khác, tùy ý giẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác. Không, tôi không tin chị ấy có thể làm những việc đó. Không. Cô gọi cô ấy là chị, đúng không? Vậy cô không phải Tachibana Maki. Đúng như tôi nghi ngờ, cô có mối quan hệ thân thiết với tội phạm độc ác đó. Để tôi đoán lần nữa nhé, cô chỉ là có gương mặt giống Tachibana Maki thôi và cô bị lợi dụng rồi. Không, không đúng. Tôi không cho phép cô nói về chị tôi như vậy. Tôi bực mình rồi đấy. Chị ấy luôn đối tốt với tôi. Yuki, em ra khỏi đây phải chăm sóc tốt cho bản thân. Vẫn còn thở. Tô tiểu thư, cô ấy là... Đưa cô ấy đến phòng khách đi, gọi cho bác sĩ nữa, mau lên. Được rồi. Cơ thể bệnh nhân rất yếu, dùng thuốc trong thời gian dài, bị suy tim phổi. Sao có thể để cô ấy tùy tiện ra ngoài, nó sẽ lấy mạng cô đấy. Nó sẽ lấy mạng cô ấy. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Vậy cô là ai? Sao cô trông giống Tachibana Maki vậy? Chị, đừng đi. Dẫn em theo với, em muốn chơi với chị. Dẫn mày theo, cái đồ vô dụng ốm yếu như mày. Chỉ có làm liên lụy tao thôi. Nhưng em muốn ở cùng với chị. Tránh ra, đừng đụng vào tao. Tao sẽ không ở cùng với loại người vô dụng đâu. Chị, sao chị lại ghét em như vậy? Chị, có phải chỉ cần em khiến Hirayuki vui thì chị sẽ chơi cùng với em không? Cô tỉnh rồi à? Cô đã cứu tôi khi tôi bị hôn mê à? Đúng vậy, lúc đó cô khí huyết không tâm nên đã ngất đi. Đây là canh ngân nhĩ vừa mới nấu xong, cô uống đi kẻo nguội, tẩm bổ cho cơ thể. Trong mắt cô, tôi hẳn là một kẻ tội ác tày trời đúng không?
nhưng sao cô lại cứu tôi? Tôi tin vào trực giác của mình, tôi cảm thấy cô và Tachibana Maki không giống nhau. Tachibana Maki điên cuồng tàn bạo hơn nhiều, hơn nữa tình cảm cực đoan. Không có sự đồng cảm, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Nhưng cô thì không giống. Cô có tình cảm và không máu lạnh. Tôi muốn đợi cô đích thân nói cho tôi biết. Tô tiểu thư, khả năng quan sát nhạy bén của cô đúng là lợi hại. Tôi không phải là Tachibana Maki. Tôi là Tachibana Yuki, là em gái sinh đôi của chị Tachibana Maki. Chị tôi tốt với tôi lắm, nên tôi không thể nào tin được những lời cô nói. Giờ cô còn yếu, ăn chút gì trước đi rồi nói. Xin lỗi, tôi chưa từng ăn cái này, mùi vị có lạ lắm không? Chưa từng ăn, vậy thì cô ăn vào rồi sẽ thích đấy. Nào, tôi đút cô. Không được. Em không được đút cô ấy ăn canh ngân nhỉ? Hả? Ưng Hàn? Đây là thiếu soái Viên Ưng Hàn. Đúng vậy, tôi chính là người đàn ông của Tô Tần Nghi, Viên Ưng Hàn. Sao lại bắt đầu nói lung tung nữa rồi? Nói lung tung, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Đến tôi mà cô ấy còn chưa từng đút đồ ăn, đút cho cô còn không cảm kích. Xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Xin lỗi. Đừng nghe anh ấy nói, ngại chết mất. Cô là em gái của người phụ nữ độc ác đó, nếu cô dám làm chuyện gì tổn hại đến Tần Nghi, tôi sẽ có cách khiến cuộc sống không bằng chết. Tôi... Ra ngoài đi. Em sẽ xử lý chuyện này. Nhưng... Người phụ nữ đó quá tàn nhẫn, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Cô em gái này có khả năng do Tachibana Maki phái đến, đó là kế hoạch của cô ta. Gì cơ, anh thật là vô lý. Sao cô lại nóng lòng phản bác như vậy? Xem ra tôi nói đúng rồi sao? Không, sao anh có thể tùy tiện bôi nhỏ tôi như vậy? Ưng Hàn, hãy để cô ấy ở cạnh em trước đã. Chúng ta cần điều tra rõ mọi chuyện. Em có thể để mắt đến cô ấy, còn có thể biết được nhiều thông tin về Tachibana Maki từ cô ấy. Tachibana Yuki xuất hiện quá đột ngột. Anh sợ... Bác sĩ nói sức khỏe cô ấy rất yếu, dùng thuốc thời gian dài, cô ấy không thể gây hại đến em. Thiếu soái, chúng ta đã xảy ra xung đột với quân đội Lý. Tôi biết rồi. Nhưng đây thực sự là chuyện cấp bách, thiếu soái nên đến đó một chuyến. Anh ở cạnh em mọi lúc, nhưng anh còn có sứ mệnh của mình. Em phải để anh đi, nếu không em có thể trở thành tội nhân thiên cổ đấy. Mọi người sẽ gọi em là yêu phụ. Nhưng... Ưng Hàn, yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Anh sẽ để lại hai binh lính của anh cho em. Em có thể sai bảo họ làm mọi thứ. Được rồi, yên tâm đi. Tự chăm sóc tốt cho bản thân. Lạ thật. Tô tiểu thư, sao quan hệ của hai người tốt vậy? Tôi tưởng chỉ có vợ chồng mới có thể thân mật như vậy. Hả? Cô vẫn chưa kết hôn đúng không? Không phải, cô có chuyện muốn hỏi tôi sao? Chị gái tôi chưa từng nói chuyện nhỏ nhẹ với tôi, nhưng tôi luôn thấy chị ấy là một người rất giỏi. Tôi muốn biết chị ấy thực sự là người như thế nào. Tôi chỉ có thể lặp lại câu nói lần trước, Tachibana Maki đã giết hại người vô tội. Cô ta rất tàn nhẫn. Bạn thân của tôi cũng do cô ta hại chết. Nếu cô vẫn chọn tin tưởng chị gái cô, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Sao chị ấy lại giấu tôi những chuyện này chứ? Còn ngài Yoshino? Yoshino Hidayuki là một tên ác quỷ. Nhưng ngài ấy luôn đối tốt với tôi.
Xem ra cô thật sự không biết gì. Bây giờ cô có thể đi, hy vọng sau này cô sẽ không làm chuyện ác. Nếu những gì cô nói là thật, tôi sẽ điều tra rõ ràng theo cách của mình. Tô tiểu thư, tôi sẽ lại đến tìm cô. Bên trong phủ đệ Tô gia, mình phải nhanh chóng thông báo cho Tô tiểu thư. À, Tachiba Namaki, xin lỗi, tôi vội quá, tôi không nhìn thấy anh. Anh là quản sự ở đây à? Tạm biệt. Tại sao mình thấy cô ta không giống Tachiba Namaki lắm nhỉ? Tô tiểu thư, lão gia gọi cô đến đại sảnh, hình như lão gia có chuyện quan trọng cần nói với cô. Được, tôi sẽ qua đó ngay. Cơ thể em không khỏe nên ở trong phòng nghỉ ngơi chứ. Không sao mà, em muốn giữ mặt mũi cho con gái mới qua đây mà. Cha, có chuyện gì mà gọi chúng con đến đây à? Con còn có hẹn với chị em ra ngoài mua sắm. Cả ngày còn chỉ biết phung phí, sao không học em gái còn mà an phận kiếm tiền đi. Con kết bạn với tiểu thư có tiền. Không phải để mở rộng quan hệ của Tô gia sao? Cái này còn có ích hơn kiếm tiền nhiều. Tô gia ta không đến được đứa con gái như con đi mở rộng quan hệ. Con là con gái thì đó sao? Con là con gái của cha mà, và con cũng vì lợi ích của Tô gia thôi. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Con không mau mang nước đến đây. Mẹ! Mẹ uống từ từ thôi. Đúng là lạ, mới nửa ngày không gặp mẹ đã bắt đầu nhớ con rồi. Mẹ à? Dẻo miệng thật. Hôm nay anh hai của mấy đứa từ ngoại tỉnh trở về, cả nhà chúng ta tụ tập làm tiệc đón chào nó về. Cha! Vừa nhắc xong đã đến. Con mới về từ hội thảo học thuật, từ ngoại tỉnh. Cuối cùng con cũng đồng ý về buôn bán kinh doanh rồi, tuyệt vời quá. Tô gia còn một đứa con trai. Cha, lúc trước con bảo với cha con cũng không có ý định buôn bán rồi mà. Con trở về đi gặp em gái thôi. Hả? Gặp em á? Xem ra em say mê buôn bán quên cả anh rồi. Làm sao em quên anh được? Mấy năm nay anh đi làm ở ngoài, em vẫn luôn lo lắng cho anh mà. Anh không về cũng có lý do mà, tại vì... Về rồi thì yên phận tiếp quản Tô gia cho cha. Tô gia không mong con là một đứa bất hiếu sống bươn trải bên ngoài. Đợi đến lúc con làm thầy giáo, con sẽ gửi tiền trợ cấp về nhà. Nhưng mà con không thể bỏ học thuật để lo buôn bán. Đồ ngang ngược. Con đừng cho rằng có thể bước ra khỏi Tô gia này. Người đâu? Trói nó lại cho ta. Các người bỏ ta ra. Xin lỗi, bác Nhã thiếu gia. Cha, người mau dừng tay lại. Ta không được trừng phạt đứa con trai không vâng lời của mình hay sao? Nhưng người không thể ép anh Bác Nhã làm những điều anh ấy không thích được. Không phải ai cũng có thiên phú làm ăn. Tục ngữ có câu 360 ngày, ngày nào cũng có trạng nguyên mà. Vậy ý em là chỉ có một mình Tô Tần Nghi em có thiên phú kinh doanh à? Còn anh Bác Nhã thì không có. Em chỉ nói đúng sự thật, xin chị đừng nhắm vào ai. Chị không có ý nói ai, em đừng hiểu nhầm ý của chị. Tần Nghi nói đúng, anh vốn không thích kinh doanh làm ăn. Mà việc học hành, đọc sách và truyền đạt kiến thức của mình cho học sinh mới là nguyện vọng của anh. Tại sao anh luôn bên vực Tô Tần Nghi, em cũng là em gái của anh. Anh Bác Nhã chưa từng thử, làm sao có thể nói là có thiên phú kinh doanh hay không?
Hơn nữa anh ấy rõ ràng là người thừa kế duy nhất của gia nghiệp chúng ta. Con nói những lời này cũng là vì muốn tốt cho Tô gia. Thần Nghi chưa bao giờ nói ra những lời vô sĩ này. Em như vậy là mà lại giúp Tô gia sao? Em chỉ muốn lấy lòng cha. Em làm tất cả những điều này là vì chính mình chứ nhỉ? Hỗn hào, đồng ý hay không thì con vẫn phải về tiếp quản sản nghiệp của Tô gia. Điều này không cần bàn cãi gì nữa. Không, con chỉ muốn dạy học. Nếu vẫn còn đọc những cuốn sách vô bổ đó, ta sẽ sai người đốt hết. Vậy thì có chết con cũng không về cái nhà này nữa. Ngôi nhà này khiến con ngột ngạt. Nếu còn dám đi, con sẽ không còn là con cháu Tô gia nữa. Nếu cha đã ép con như vậy, vậy con không làm con người. Nếu cha đã ép con như vậy, vậy con không làm con của người nữa là được. Đồ bất hiếu. Anh Bát Nhã. Tần Nghi, anh rất vô dụng phải không? Anh đã phải sống theo sự sắp xếp của cha nhiều năm. Hôm nay là lần duy nhất anh phản kháng lại và rơi đến cảnh phải đoạn tuyệt quan hệ cha con. Anh Bát Nhã, mọi người luôn phải đưa ra những lựa chọn cho cuộc đời của mình. Chỉ cần anh có thể tự mình đưa ra lựa chọn, không cần biết đúng hay sai, em nghĩ điều đó đã rất tốt rồi. Tần Nghi, quả nhiên từ nhỏ đến lớn, em là người hiểu anh nhất. Cảm ơn em. Anh Bát Nhã, mau bỏ em ra, chúng ta không còn bé nữa rồi. Anh Bát Nhã. Sao anh dám động vào người phụ nữ của tôi? Anh nói gì vậy? Anh ấy là anh trai em. Nếu anh ta thực sự là anh em, sao anh chưa từng gặp anh ta ở Tô gia? Chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Tóm lại, anh cất súng trước đã. Tôi là anh của Tần Nghi. Hân hạnh được gặp anh, thiếu soái. Anh trai? Sao Tần Nghi lại có anh trai? Từ khi nào anh học được cách trở nên vô lý như vậy? Dù em là người phụ nữ của anh, cũng đừng được nước lấn tới. Được rồi, đừng ghen nữa được không? Anh không ghen, đừng có nghĩ. Được rồi, em biết anh không có. Không ngờ cô bé nghịch bụng năm nào giờ lại dịu dàng và ngọt ngào như vậy. Đừng mà anh Bát Nhã, đừng để ưng hạng nghe được. Lúc nhỏ em thích nghịch bụng sao? Sao anh lại không biết? Con bé còn thích leo cây, trèo tường, bắt cá và đánh nhau với đám con trai. Đám trẻ đều bại dưới tay em ấy. Lúc nhỏ sức khỏe của tôi không tốt, những đứa trẻ khác luôn bắt nạt tôi. Sao các cậu dám bắt nạt anh tôi? Tôi sẽ dạy cho các cậu một bài học thích đáng. Ha ha ha. Chạy đi, yêu nữ đến rồi. Anh Bát Nhã, đừng sợ, em đã đuổi bọn họ đi rồi. Tần Nghi, sao cảm giác như em mới là anh cả? Hi hi. Anh Bát Nhã, đừng nói nữa. Tại sao? Lúc nhỏ em luôn bảo vệ anh mà. Anh luôn nghĩ em thật tuyệt. Em tài giỏi không kém gì cánh đàn ông khác. Anh nói quá rồi, tóm lại đừng nói nữa. Xem ra anh phải làm quen với anh em, vậy mới có thể biết được những mặt khác của em nhiều hơn. Ưng hẹn. Anh không khống chế được, anh chỉ muốn biết mọi thứ về em, thế nào là sai sao? Cuối cùng cũng có người yêu thương Tần Nghi rồi. Sau này anh có thể đặt tên cho con của em không? Hả? Con? Chúng em còn chưa kết hôn. Được thôi, anh cả chúng em sẽ cố gắng. Hả? Cố gắng gì? Anh đang nói gì vậy? Đúng rồi Tần Nghi, anh đến đây để hỏi em vài điều.
em định làm gì với đứa bé kia? Tận Nghi, lâu rồi chưa gặp, em đã có con rồi sao? Hả? Không phải như những gì anh nghĩ đâu. Là một bé trai, nhưng để toàn nên tạm thời thằng bé sống ở phủ thiếu soái để tiện chăm sóc. Anh nói vậy rất dễ gây hiểu lầm đó. Tận Nghi, em thật sự chưa kết hôn đã có con sao? Chuyện lớn như vậy sao em không nói cho anh biết? Tôi không biết anh có mục đích gì. Ngày mai tổ chức hôn lễ ngay. Em gái anh không thể kết hôn không rõ ràng như vậy được. Hôn lễ còn tùy thuộc vào Tần Nghi nữa. Ngày mai em sẽ kết hôn với anh chứ. Em... Anh nói gì vậy? Em còn rất nhiều chuyện cần làm. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Không, đứa bé đó không phải của em. Không phải con em, là con của thiếu soái với người phụ nữ khác sao? Tần Nghi, trên thế giới còn rất nhiều đàn ông tốt, hãy tìm người đàn ông khác đối xử tốt với em. Càng nói càng rối. Anh, em dẫn anh đi gặp đứa bé đó được không? Tô tiểu thư, đứa trẻ thật nghịch ngợm, cậu bé làm đổ sữa lên mặt tôi. Một đứa nhóc cũng lo không xong. Đợi nhóc lớn ta sẽ xử lý nhóc sau. Ha ha. Được rồi, để em bế nó. Cẩn thận, tên nhóc này nguy hiểm lắm. Bé ngoan. Bé ngoan. Tần Nghi, đứa bé này không phải con em sao? Đây là con của bạn thân em. Em muốn nó khỏe mạnh, vui vẻ, trưởng thành. Có kẻ bắn tỉa. Mau, nằm xuống. Ưng hèn, anh bị thương ở đâu? Mau gọi bác sĩ. Không bị thương. Em lo cho anh nên anh thấy đau lòng. Anh đừng có đùa nữa, lúc nãy có người muốn giết anh đó. Nhưng phủ thiếu soái cũng quá nguy hiểm, đứa bé không thể ở đây. Em có ý này. Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Chồng của Đào Hồng, Hứa, Hàn Trạch. Đừng khóc nữa, lát nữa anh sẽ mua vải em thích ăn. Em bị bệnh rồi, em không thể chữa được. Em không thể mang con của anh. Kết quả xét nghiệm bệnh viện thành phố XX. Em bị bệnh, sao em không nói với anh? Ly hôn đi. Anh có thể tìm người phụ nữ khỏe mạnh phù hợp với anh. Em không có tư cách ở bên anh. Đừng ngốc vậy, em là người duy nhất xứng đáng bên cạnh anh. Anh chỉ yêu mình em thôi. Chúng ta ở bên nhau chỉ vì đứa bé thôi sao? Em là một người phụ nữ can đảm và xinh đẹp. Anh rất ngưỡng mộ em. Nhưng anh bên em sẽ không hạnh phúc. Hạnh phúc của chúng ta tự chúng ta giữ lấy, đúng không? Nhưng...
đừng khóc, em cười lên sẽ xinh hơn đó. Chị đau không? Mời vào. Đây là con của bạn thân em, Lý Minh Lạc. Nhưng hiện tại đứa bé bên cạnh em với Ưng Hàn rất nguy hiểm. Chị Đào Hồng, chị có thể giúp em. Em mong chị có thể chăm sóc thằng bé, em sẽ trả phí sinh hoạt. Vợ chồng anh chị có một đứa bé cũng không làm người khác để ý. Em quá lỗ mãng rồi, chưa hỏi ý anh chị đã tự quyết định. Vậy coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Chị sẽ chăm sóc cho đứa bé. Nhìn xem, thằng bé nắm ngón tay chị kìa, chắc là nó thích chị. Ha ha, xem ra anh sắp làm bố rồi. Tần Nghi, chị cần hỏi em một chuyện, em phải nói thật với chị. Chuyện gì ạ? Rốt cuộc, bố đứa bé này là ai? Em vẫn đang điều tra chuyện này. Tô Tần Nghi đúng là không biết xấu hổ. Anh Bác Nhã và bố đều bênh vực nó, tức chết mất. Còn khốn đó, thôi bỏ đi, chúng ta hãy uống trà trước đã. Đừng nói chuyện không vui nữa. Tô Tần Lan có hứng thú nói chuyện với tôi không? Người Nhật, cô ta tên là Tachi gì nhỉ? Tôi là Tachibana Maki, hân hạnh được kết bạn với cô. Nếu trước đây tôi đã không nhớ tên cô, vậy tôi cũng chẳng có gì để nói với cô. Phục vụ, lấy cho em ly hồng trà. Dạo gần đây tôi từng nghe đã cho ra một loại tên giàu dạng nến thơ mới. Đó là việc kinh doanh của cô ta, tôi không rảnh mà quan tâm. Tôi tình cờ cũng có cùng loại tinh dầu đó, có thể hoàn toàn vượt mặt sản phẩm của Tô Tần Nghi. Chỉ là một lọ bình thường, dù cô có ba hoa thế nào. Cô thực sự có thể vượt mặt nến thơ của Tô Tần Nghi sao? Tiểu thư, ngửi thử mùi hương này xem. Mùi hương này thật đặc biệt. Thơm quá, tôi muốn ngửi tiếp. Mời cô ngồi, chúng ta có thể bàn về chuyện kinh doanh tinh dầu này. Nó rất thú vị, khi nào tôi có thể nhận món hàng tốt này? Tôi nên bán thế nào? Chúng ta có thể nói chuyện kinh doanh, nhưng tôi có một điều kiện. Cái gì? Tất cả tinh dầu này có thể bán dưới danh nghĩa của cô, nhưng 80% thu nhập là của tôi. Một khi được bán ra mọi chuyện không liên quan đến tôi. Còn có việc hợi vậy sao? Vậy thành phần của nó là gì? Chỉ cần mùi thơm đặc biệt và sinh lời. Thành phần không quan trọng, ký vào đây. Hợp đồng. Được rồi. Tô Tần Nghi, cô chờ mà xem, tôi cũng có thể kiếm tiền cho Tô ra. Tôi chắc chắn sẽ thắng được cô. Cẩm Tú Đường, ngày hôm sau. Các vị phu nhân, tinh dầu dạng nến này với thành phần thiên nhiên có thể an nhàn, an thần dưỡng nhan. Mùi hương này nhẹ quá, không thơm bằng lọ tinh dầu của Tô Tần Loan tiểu thư. Lọ tinh dầu? Tô Tần Loan bắt đầu bán lọ tinh dầu khi nào vậy? Tô Tần Nghi tiểu thư, chị mau đến đây. Xin lỗi, tôi qua bên kia một lát, chút nữa sẽ... Không sao. Cẩm Tú Đường. Tô Tần Lan tiểu thư mở tiệm hương liệu ngay bên kia đường. Khai trương thì cũng thôi đi, nhìn biển quảng cáo kìa, rõ ràng là cô ta cố tình nhắm vào chúng ta. Lọ tinh dầu tốt hơn nến thơm. Nếu Tô Tần Lan thực sự muốn kinh doanh để tăng thu nhập cho Tô gia thì cũng là chuyện tốt. Diệp Hà, đi thôi, chúng ta cố gắng làm việc kinh doanh của chúng ta. Tô Tần Nghi tiểu thư, chị thật khoan dung độ lượng.
Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình, đừng nghĩ nhiều về chuyện khác. Hử? Tần Nghi, sao cô lại vội rời đi vậy? Tần Nghi, sao cô lại vội rời đi vậy? Sao không đến tiệm của tôi xem thế nào? Tần Nghi, cô nên ủng hộ kinh doanh của tôi ra mà nhỉ? Tôi Tần Nghi tiểu thư, cô ta đang khiêu khích chị, cô ta thật xấu xa. Đừng lo, chị cũng muốn biết rốt cuộc cô ta đang giở trò gì. Mời vào trong, Tô Tần Nghi. Tô Tần Nghi, tôi sẽ khiến cô thất bại thảm hại. Trong tiệm sáng bóng, ngay cả cột trụ của Mạ Vàng, họ không cảm thấy phung phí quá sao? Tiệm hương liệu lại trang trí như tiệm trang sức. Thân phận thấp hèn của cậu và Tô Tần Nghi, các người sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái gọi là sang trọng. Cô có thể coi thường tôi nhưng đừng đụng đến Tô Tần Nghi tiểu thư. Tôi chỉ nói sự thật thôi, có vấn đề gì sao? Mắt thẩm mỹ của các người thật kém, nên chỉ có thể làm ra cái loại nến thơm như vậy. Cô... Đúng vậy, tiệm của chị thật là sang trọng. Hừ, giờ còn nói những lời bóng gió đó. Để xem cô có thể giữ thái độ ngang ngược nó được bao lâu. Đối diện với sự thật đi, Tô Tần Nghi. Cho tôi loại tinh dầu. Cho tôi 5 lọ, tôi đến trước. Ha 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 ha. Lọ tinh dầu của tôi chỉ vừa tung ra mà đã nhiều người tranh giành như vậy. Nhìn lại cái tiệm đáng thương của cô đi, có cách nào không? Tiệm của cô cứ đợi đóng cửa đi. Kinh Hoa Được sẽ không đóng cửa, đừng nói đến chuyện viễn vong nữa. Diệp Hà, cô cố ý viết bản quảng cáo bôi nhỏ nến thơm của tôi, thật đáng kinh. Bôi nhỏ, đây chính là cạnh tranh công bằng, cậu đừng ăn nói hàm hồ. Hơn nữa, nến thơm của các người không bán được là thứ kém chất lượng, đừng đổ lỗi cho tôi. Cô, cái gì mà kém chất lượng, cô ngậm máu phun người. Bình tĩnh, Diệp Hà. Chúng ta thanh giả tự thanh. Tôi cũng tin tưởng nó. Chà nói cô ta có tài năng kinh doanh sao? Cô ta chỉ là phế vật thấp kém. Sao có thể, sao cô có thể cao ngạo như vậy? Sao cô không cúi đầu trước tôi? Thật đáng ghét. Tôi còn phải đi tiếp khách. Tôi đi đây. Đi, cô phải bò ra khỏi đây. À! Cẩn thận, Tô Tần Nghi tiểu thư. À. Ưng Hàn. Đừng nói. Thiếu soái, bây giờ anh đang làm nhiệm vụ, sao có thời gian đến đây? Tôi chỉ là chủ tiệm nhỏ, thật vinh dự khi anh đến đây. Chủ tiệm nhỏ? Tôi nghĩ cô khá hung dữ đi, sao cô dám đẩy người phụ nữ của tôi? Thiếu soái, tôi sơ ý. À, tôi không có ý đó. Cô nói nến thơm của Tô Tần Nghi không bán được sao? Tôi thích nến thơm của cô ấy. Tôi sẽ mua hết. Trời ơi, thiếu soái thật hào phóng. Anh mua hết tất cả nến thơm rồi. Thật ra anh không cần phải làm vậy. Anh bằng lòng làm vậy vì em. Anh mua đồ người mình đã thích làm ra, có vấn đề gì sao? Sao anh thẳng thắn vậy? Hừ, Tô Tần Nghi, cô thật không biết xấu hổ. Cô chỉ có thể dựa vào đàn ông để bán hàng. Cha thậm chí còn khen ngợi cô có khả năng kinh doanh. Buồn nốt. Những người đó đều bị cô lừa gạt nên vẫn mua sản phẩm của cô. Cô chính là đồ lừa đảo. Ăn nói cho cẩn thận, miệng cô toàn nói những lời dơ bẩn.
dơ bẩn, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tô Tần Nghi còn tệ hơn cả ma, chứ đừng nói Phật. Tôi chỉ có thể gọi là tiện nhân. Cô dám nói thêm một lời nào nữa, cô có tin tôi xé rách miệng cô không? Thiếu soái, sao anh có thể để Tô Tần Nghi mê hoặc chứ? Tôi không phạm pháp, tôi đang kinh doanh hợp pháp mà. Thả chị ấy, thả chị ta ra đi. Chật. Người đâu? Bao vây tiệm lại. Mọi người, hãy nhìn xem, thiếu soái thi hành nhiệm vụ như vậy đấy. Những chị khác không nói, tôi có lý do nghi ngờ thành phần lõi tinh dầu của cô có vấn đề. Sao anh chỉ nghi ngờ đỏ tinh dầu của tôi? Sao không phải là nến thơm của Tô Tần Nghi? Nguyên liệu của tôi đều là thảo dược Trung Quốc, không có gì khác. Vậy thành phần lõi tinh dầu của chị là gì? Khách hàng có quyền được biết. Tần Loan, chị có dám nói ra thành phần không? Cô không cần biết về thành phần. Nhưng nó có thể giúp cô đánh bại Tô Tần Nghi là được rồi, cô không cần biết những tiểu tiết khác. Được thôi, tôi sẽ ký. Chật, sao tôi có thể nói cho cô biết thành phần của hương liệu chứ, đó là bí mật. Tần Nghi, vì lợi ích của Tô gia, tôi không so đo với cô. Dựa vào khả năng của cô không khó để tìm ra thành phần đúng không? Ha, Tô Tần Nghi sẽ không biết được thành phần đâu. Tôi đưa lọ tinh dầu rồi, nghiên cứu rồi, sáng tạo ra hương liệu tốt hơn đi. Cô Ưng Hèn, bây giờ nên ưu tiên kiểm tra lọ tinh dầu này, hình như có vài vấn đề. Mùi hương của lọ tinh dầu này không đúng cho lắm. Em muốn nghiên cứu. Được, nhưng loại hương liệu này đặc biệt là còn chưa biết rõ. Em nhất định phải chú ý an toàn. Đương nhiên. Đi thôi, Diệp Hà. Thiếu soái, còn cần phải kiểm tra tiệm của Tô Tần Loan không? Không cần, đồ đã lấy được rồi. Thiếu soái, vậy tiếp theo sẽ làm gì? Chia hai nhóm đi tuần tra, tôi đi xử lý một vài chuyện riêng. Vâng, thiếu soái. Dinh thự Tô gia. Tô tiểu thư, rốt cuộc lọ tinh dầu này có gì đặc biệt? Ngoại trừ hấp dẫn và dễ ngửi, em không cảm thấy có gì kỳ lạ. Đợi đã, chị đi tìm sách hương liệu thảo dược. Nhưng chị ngửi được mùi hương trong lọ tinh dầu, nhưng không phải là mùi hương của bất kỳ loại hương liệu trong trí nhớ của chị. Bách Thảo. Cái gì? Không phải là mùi hương của hương liệu. Vậy đây là gì? Chị đoán là loại hương liệu mà chị quên hoặc bỏ sót. Sức lực của một mình chị có hạn, phiền em giúp chị tìm những loại hương liệu hiếm gặp này. Được, chỉ cần Tô tiểu thư cần em giúp, em nhất định dốc hết sức. Đã xem hết rồi, nhưng chị phát hiện không bỏ sót chỗ nào. Tô tiểu thư, em cũng hết sức rồi, em cũng không tìm thấy. Anh đến rồi. Anh ấy đến rồi. Sao anh ấy lại đến đột ngột như vậy? Anh còn đem theo một người đến. Ha ha, tí nữa chắc em phải có quà cảm ơn anh rồi. Quà cảm ơn, em không... Tần Nghi, lâu quá không gặp. Chị Đào Hồng, lâu lắm không gặp chị. Lâu lắm không gặp chị rồi. Đúng vậy, gần đây chăm sóc em bé cứ bận mãi, không đến thăm em được. À, em bé vẫn ổn chứ ạ? Ngoài việc thỉnh thoảng tè dầm khóc nhẹ ra thì mọi chuyện đều ổn cả. Chị Đào Hồng, cảm ơn chị đồng ý chăm sóc cho bé một mái ấm an toàn.
Cảm ơn gì chứ, muốn nói cảm ơn thì chị phải đến cảm ơn em để chị có thể chăm sóc một đứa trẻ đáng yêu như vậy. Nói đến Hương Liễu, có lẽ chị có thể giúp được em. Đúng vậy, không chừng trước đây chị Đào Hồng đã từng ngửi thấy mùi hương này ở trên người ca nữ nào rồi cũng nên. Lọ tinh dầu này... Sao vậy? Chị nhớ ra trên người ai có mùi hương này sao? Tần Nghi, mùi hôi vô cùng cũng là hương. Đây là nguyên lý của hương. Cái này em biết, nhưng cho dù loại này vốn là thảo dược rất thối, em cũng không tìm thấy loại thảo dược nào phù hợp. Mùi hương này chị chỉ từng ngửi qua một lần, cảm thấy hình như đã từng biết. Rốt cuộc mùi hương đó là gì chứ? Em biết rõ nơi chị đã làm việc trước đây, những cô gái nghèo đi diễn và bán thân để kiếm sống. Đến đây nào các quý ông, ôi ngày trương lâu lắm mới gặp, các quý ngài lại đang góp vui nào. Ở chỗ bọn chị có một ca nữ chơi đàn tỳ bà Trung Quốc hay lắm. Ở thời đó, kỹ năng chơi đàn tỳ bà của cô ấy được coi là bậc thầy đấy. Cô ấy chơi giỏi hơn chị sao? Có rất nhiều người giỏi hơn chị mà. Dù là hát kịch cũng có nhiều người giỏi hơn chị. Nhưng nếu là đàn tỳ bà thì cô ấy chơi giỏi nhất. Đó là một cô gái tài nghệ thế nào? Nhưng cô gái xinh đẹp chơi đàn tỳ bà ấy bị những người đàn ông bao vây. Một cô gái tuyệt sắc và xuất chúng cũng chả có một kết cục tốt đẹp. Mùi này rất giống mùi trên người cô ấy. Xì à, lọ tinh dầu có liên quan đến cô gái tài nghệ đó. Chẳng lẽ lúc đó cô ấy dùng lọ tinh dầu sao? Mình phải hỏi cô ta thêm mới được. Nhưng cô ấy đã chết rồi. Chết? Quý khách, xin hãy tha cho tôi. Tao đã yêu cầu mày múa thoát y cơ mà, nhưng mày đã không làm. Thứ vô dụng, dám làm ông đây mất hứng. Sao ông lại đánh cô ấy vậy? Ông... Cô đừng qua đó, nếu cô chọc giận ông ta thì cô cũng sẽ không yên ổn đâu. Ông ta có tiền có quyền, tốt hơn hết là chị nên tránh xa ra đi. Cô ổn chứ? Xin lỗi, tôi không thể. Cô đã có lỗi, đó là số phận của tôi, số phận cả. Cô nhất định phải sống tốt, đừng như tôi, đừng. Mùi hương trong lọ tinh dầu này rất giống mùi trên người cô ấy khi đó. Là mùi máu khi cô ấy chết. Lọ tinh dầu có máu sao? Nếu máu tươi là một trong những thành phần. Về cơ bản, máu chỉ có thể là từ sát sinh động vật mới có lượng lớn như vậy. Với số lượng tinh dầu ở tiệm của Tần Loan, nó cần rất nhiều máu, chỉ lò mổ mới có. Chẳng may họ dùng máu từ những con lợn bị bệnh. Vậy thì những người mua và sử dụng lọ tinh dầu sẽ bị nhiễm bệnh. Nếu nhiều người bị bệnh, vậy thì sẽ bùng nổ bệnh dịch, không dám nghĩ đến hậu quả nữa. Máu sẽ thải ra từ lò mổ, sẽ chảy vào cánh đồng gần đó. Báo cáo, chúng tôi cũng có hiện tượng lén vận chuyển số lượng lớn máu thải. Hiểu rồi, cậu đi đi. Gần các hàng thịt chỉ có những cửa hàng nhỏ, không có đủ máu động vật để có thể cung cấp. Cũng nghĩa là máu những động vật về cơ bản được loại trừ. Bệnh viện có một kho máu lớn. Chúng ta mau đến bệnh viện và điều tra, không chỉ có thể có được một số manh mối về lọ tinh dầu. Em suy luận rất tuyệt.
nhưng anh cũng đã cử người đến kiểm tra trước kho máu của bệnh viện. Hồ sơ cho thấy không bị mất trộm máu và số lượng túi máu là chính xác. Mọi thứ đều ổn, không bị mất mát. Hồ sơ cho thấy không bị mất trộm máu và số lượng túi máu là chính xác. Anh rất thích dáng vẻ khi em đang suy nghĩ nghiêm túc. Khi đó em thật hấp dẫn. Đừng nói nữa, ngại chết mất. Ồ, chị không nghe thấy gì cả. Đây là bánh ngọt của phu nhân ở quầy hàng trước cửa, mọi người nếm thử đi. Nhưng chúng ta vẫn chưa có manh mối gì về nguồn gốc máu tươi và lọ tinh dầu. Trong một thời gian ngắn không tra ra ngay được, em ăn chút bánh đi. Vâng. Anh ấy, sao anh ấy luôn như vậy? Có thể khiến mình thả lỏng ngay, còn rất yên tâm nữa. Ngọt quá. Lọ tinh dầu của cô bán rất chạy, khi nào lô hàng tiếp theo lại tới? Phải đợi một thời gian, có thể là thứ hai tuần sau. Tại sao Maki lại làm ăn với Tuần Loan? Được rồi, cô nhanh nhẹn lên. Tôi không đợi lâu được đâu. Cô yên tâm đi, Tuần Loan tiểu thư. Lọ tinh dầu không phải do Tuần Nghi điều chế ư? Lọ tinh dầu của nhà họ Tô. Mình phải nói chuyện này cho Tô Tuần Nghi. Em định đi đâu, Yuki? Ừ, em chỉ đang muốn ra ngoài đi dạo thôi. Đi dạo? Có muốn chị đi cùng không? Không cần đâu ạ, em có thể tự đi mà, chị mau đi làm việc của mình đi. Em đang giấu gì thế? Sao cơ, em có giấu gì đâu. Vậy trong tay em đang cầm cái gì đấy? Úi, đây, chị đừng tức giận nữa. Em muốn đến cửa hàng này mua chút bánh ngọt. Em sợ chị sẽ mắng em nên... Em phải biết thức ăn ngọt có hại đến sức khỏe của em chứ. Em hứa chị ăn mỗi lần này thôi, sau này em sẽ không ăn nữa. Được rồi, mau đi đi. Nhớ về nhà sớm đó. Vâng. Mày không bị phát hiện. Tô tiểu thư, lọ tinh dầu của chị cô thật tuyệt. Mùi của nó rất thơm, nó cũng giúp cải thiện làn da và tăng cường sức khỏe. Hai người đều là người Tô gia, vậy khi nào lọ tinh dầu đó sẽ được bày lên kệ trong tiệm của cô? Tôi không mua nổi bên tiệm đó luôn. À, việc này... Nhưng tôi cũng thích mùi hơn. Nhưng tôi cũng thích mùi hương từ nến thơm của cô, tôi muốn mua một ít về dùng. Cô đi thông thả nhé. Tần Nghi, chị không khỏe hả? Ồ, Yuki, em đến rồi. Đúng là hơi mệt thật. Em thấy Tô Tuần Loan đến gặp Maki, có vẻ như họ đã nói về chuyện liên quan đến lọ tinh dầu. Muốn ngửi mùi thơm từ lọ tinh dầu quá, rất thơm. Xin lỗi, chị sẽ rót ly khác. Tại sao mình không ngừng muốn ngửi mùi lọ tinh dầu đó chứ? Chị Tô Nghi, em đoán là lọ tinh dầu đó là một âm mưu cực lớn của chị em. Em có biết vì sao cô ấy là vậy không? Tachiba Namaki, kẻ đã từng giả chết, sợ cô ấy lại muốn làm gì đây? Tại sao chị ấy lại hợp tác với Tô Tuần Loan? Mình không hiểu mục tiêu của chị ấy.
Đôi khi mình cảm thấy mình với chị ấy thật xa lạ, mình cũng không biết nên làm gì. Nếu em không muốn đối đầu với chị gái mình, vậy bây giờ em rời đi cũng được. Chỉ cần em yên tâm dưỡng bệnh. Chuyện này không liên quan gì tới em, hãy quên hết chúng đi. Em chỉ nghĩ chị Maki và ngài Yoshino Hirayuki là người kinh doanh thôi. Từ khi sinh ra, cơ thể em đã yếu ớt. Mẹ nuôi dưỡng chúng em vài năm. Rồi mẹ cũng mất vì bệnh. Sau đó chị Maki đã chăm sóc cho em như một người mẹ. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cho đến khi chúng em gặp ngài ấy. Những đóa hoa tuyệt đẹp không thể bị chôn trong bùn đất như vậy. Đi theo tôi, các cô sẽ trở thành vũ khí sắc bén. Tận nghi, trước khi em gặp chị, em chưa bao giờ nghĩ chị Maki và ngài Yoshino Hirayuki là người xấu. Có lẽ họ đã cho em những kỷ niệm đẹp. Nhưng không thể phủ nhận họ đã làm rất nhiều việc xấu. Vậy nên em quyết định. Em về nhà đi, em không biết gì về chuyện này, bắt em chấp nhận chuyện này nghe rất khó. Không, em phải tìm ra con người thật sự của họ. Vậy nên em sẽ giúp chị điều tra loại tinh dầu này, hãy để em giúp chị. Chị đồng ý hợp tác với em không? Nếu đã như vậy, chị... Tachibana Yuki. Cô tiếp cận Tận Nghi làm gì? Ưng hẹn, đừng rút súng, em chỉ hỏi cô ấy vài câu thôi. Được. Nghe em. Yuki, em có thể giúp chị làm gì? Em luôn ở cạnh chị Maki, vậy nên em có thể nhanh chóng lấy được thông tin. Theo như em biết, có một xưởng sản xuất lọ tinh dầu. Chỉ cần chúng ta tìm ra công xưởng, sẽ biết được bí mật của lọ tinh dầu. Hoặc tôi có thể trực tiếp bắt Tachibana Maki và ép cô ta nói ra vị trí công xưởng. Không được. Em biết tính cô ta, dù anh có bắt cô ta. Cô ta sẽ không nói bất cứ lời nào về lọ tinh dầu cũng như công xưởng. Vậy nên chị sẽ hợp tác với em. Em sẽ cố gắng hết sức tìm manh mối. Nhưng... nếu đã quyết định điều tra thì không được hối hận. Người Trung Quốc có câu, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Được rồi, em ký tên của mình vào đây. Chị không tin em hiểu, nên em vẫn sẽ ký vào đây. Em chắc chắn sẽ điều tra cho rõ chuyện này. Em sao vậy? Ưng hàng, có lẽ em đã đưa một cô gái đơn thuần vào nguy hiểm. Em không biết liệu mình làm thế là đúng hay là sai. Nhưng nếu bí mật về lọ tinh dầu không được tiết lộ, thì có lẽ sẽ còn thêm rất nhiều người phải chết. Điều ấy là do cô ấy lựa chọn, em không cần phải bận tâm vì nó nữa. Dù em có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, anh luôn luôn ủng hộ em hết mình. Ưng hàng, cảm ơn anh. Muốn cảm ơn thật sao? Mau đồng ý lấy anh nhé. Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng. Sớm muộn gì em cũng đồng ý mà, nhưng giờ chưa phải lúc tính đến chuyện đó. Bởi vì chuyện rõ tin dầu vẫn chưa rõ ràng, cha đẻ của Minh Lạc vẫn chưa tìm thấy. Được, khi nào chúng ta kết hôn, anh sẽ tổ chức cho em một lễ cưới thật là hành tráng. Yuki, em về rồi à?
món mới của tiệm bánh ngọt thực sự rất ngon. Em đi mua bánh mà. Bánh đâu rồi? Thôi rồi, nãy vội đến gặp Tô Thần Nghi nên mình chưa ghé qua tiệm bánh, cũng không mua bánh mang về. Em xin lỗi, em mãi thưởng thức món tráng miệng nên quên mua về cho chị rồi. Không sao, chị cũng không thích đồ ngọt lắm. Em gái, sao trên người em không có mùi cà phê hay bánh? Em ăn không nhiều lắm, vì vậy nên em không bị ám mùi, ha ha ha. Em có đi đến tiệm bánh ngọt thật không? Không đi nơi nào khác chứ. Em còn đến một công viên ở gần đó nữa. Trong công viên em gặp một chú mèo khá dễ thương, nhưng em không dám chạm vào nó vì em rất sợ mèo. May mắn là lúc đấy con mèo đã bỏ chạy. Vậy à, lần sau chị sẽ bảo ngài Yoshino mua cho em một chú mèo con. Cảm ơn chị, vậy là em sắp có một bé mèo rồi, chị tốt với em quá. Chỉ cần em ngoan, em muốn thứ gì, ngài Yoshino và chị sẽ cho em. Nhưng nếu em không chịu vâng lời thì sẽ bị chị trừng phạt đó. Em vẫn luôn nghe lời chị đấy thôi, em sẽ không ăn đồ ngọt và nghỉ ngơi để dưỡng bệnh. Ừ, em mau khỏe lên nhé. Sản phẩm đã bán trong tháng này: kem dưỡng da 245, túi thơm 233, nước hoa 659, nến thơm 75. Mặc dù ưng hàng đã mua rất nhiều nhưng số lượng nến thơm bán ra quả thật đã giảm đi. Khách hàng đổ xô đi mua lọ tinh dầu, không còn ai để ý đến nến thơm nữa. Thật đáng lo ngại. Nếu khiến Tô Tận Loan tạm dừng việc kinh doanh thì khác nào biến mình thành kẻ ác. Mình phải điều tra thành phần của lọ tinh dầu và nếu nó thật sự có vấn đề, mình sẽ ngừng tất cả sản phẩm bán ra, dù phải trả giá bằng danh tiếng của mình đi chăng nữa. À, đọc sổ sách xong thì nên ra ngoài đi dạo giải khuây mới phải. Tôn Ngũ tiểu thư, lão sao cho gọi chị qua đó. Cha, mọi người cũng ở đây à? Tần Nghi, mẹ con thấy không khỏe nên không đến đây. Hôm nay cha có chuyện quan trọng muốn thông báo cho các con. Mang sổ sách ra đây. Vâng, lão gia. Tô gia chúng ta đã kiếm thêm được không ít nhờ vào cửa hàng mới mở của Tần Lan. Thật không ngờ con lại có thể kinh doanh tốt đến vậy. Cha, tất cả đều là nhờ công lao dạy bảo của cha thôi ạ. Tần Nghi, sao nến thơm của con lại ế hàng đến như vậy? Con đã thua tổ quá nhiều rồi đấy. Thưa lão gia, nến thơm tốt như vậy nhưng không bán đắt hàng là vì có lý do chính đáng. Chuyện lớn của Tô gia nào đến lượt cậu lên tiếng. Lão gia, tôi chỉ không muốn ngài trách Tô Ngũ tiểu thư vô lý như vậy. Tô gia không cần kẻ biến nhắc vô dụng. Tô gia không cần đồ vô dụng. Tần Nghi, nếu con tiếp tục lỗ vốn thì giao việc kinh doanh của con lại cho Tần Loan. Trước đây Tô Ngũ tiểu thư cũng đã kiếm rất nhiều tiền cho Tô gia. Cô ấy là con gái ngài, sao ngài lại đối xử như vậy với cô ấy? Nó là con gái ta, ta đối xử với nó như thế nào không đến lượt mày xen vào. Mày nhìn cho rõ thân phận của mày đi. Nhưng Diệp Hà, đừng nói nữa, có nói thêm cũng vô dụng. Cha, xin cha đừng trách Tần Nghi, con có thể giúp em ấy kiếm lại số tiền mà em ấy đã thua lỗ. Ha ha. Tần Nghi, con nên học hỏi Tần Loan nhiều hơn đi. Cảm ơn chị, từ giờ em phải nhờ chị chỉ bảo nhiều hơn rồi. Mong em hiểu rõ năng lực của mình, nếu không sở kinh doanh thì nên lấy chồng sinh con thôi nhỉ. Ha ha. Cảm ơn lòng tốt của chị. Mẹ em ốm yếu, giờ em đi chăm sóc mẹ đây. Là bồ câu đưa thư sao?